Kính chào các thầy cô, kính chào tất cả các vị đại biểu đã đến dự buổi seminar đầu tiên của năm 2022 nhóm thống kê ứng dụng tại Viasm. Kính thưa với các thầy cô, các vị đại biểu là năm ngoái thì chúng ta bắt đầu cái chuỗi seminar vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, và báo cáo viên đầu tiên của năm ngoái cũng là tiến sĩ Đỗ Văn Cường. Và thực sự là năm ngoái thì chúng ta đã có nhóm đã tổ chức được 28 buổi seminar, về cơ bản là rất là thành công, thu hút được sự quan tâm theo dõi động viên của rất nhiều các thầy cô, các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên là chúng ta là seminar bằng tiếng Việt, nhưng mà có rất nhiều các bạn của seminar đang làm nghiên cứu sinh rồi đang làm công tác giảng dạy ở các nước ở trên thế giới cũng rất là nhiệt tình ủng hộ tham gia seminar, bất kể là sự khác biệt rất là lớn về mặt thời gian. Thì chính vì cái seminar năm ngoái ra rất là thành công do cái mở màn, sự mở màn hai buổi mở màn của thầy Đỗ Văn Cường, năm nay thì seminar cũng sẽ làm lại cái việc đấy bằng cách là mời mời thầy Cường sẽ khai mạc seminar năm 2022. Thì so với năm ngoái thì kế hoạch seminar năm nay thì có sẽ đổi một chút, nghĩa là sẽ không tổ chức hàng tuần nữa mà sẽ là 2 tuần 1 lần. Thì các thầy cô lưu ý cái lịch như vậy. Và từ bắt đầu từ tuần này thì chúng tôi sẽ cố gắng là tổ chức các buổi seminar liên tục. Và một lần nữa là nếu mà các thầy cô tham dự seminar và có cái mong muốn chia sẻ những cái nghiên cứu của mình với các cộng đồng nghiên cứu thống kê ứng dụng ở trong nước, thì các thầy cô có thể liên lạc với nhóm cốt cán của seminar để chúng ta chọn ra được một cái ngày phù hợp để mời các thầy cô báo cáo trong chuỗi seminar của chúng tôi. Vâng. Thế thì buổi seminar ngày hôm nay mở đầu của năm 2022 thì trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đỗ Văn Cường từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ nói về chủ đề là tính toán Bayes với phần mềm Winbox. Xin mời tiến sĩ Đỗ Văn Cường. Dạ vâng, cảm ơn thầy Ngô Hoàng Long đã giới thiệu cho phép tôi được báo cáo trong cái buổi seminar thống kê ứng dụng ngày hôm nay. Thì trước tiên tôi sẽ xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang tham dự seminar online trên Zoom. Và nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Viện Nghiên cứu Quốc tế Toán, Viasm và nhóm thống kê ứng dụng đã cho phép tôi được báo cáo trong buổi hôm nay. Thì đây là cái nội dung mà tôi muốn nói trong cái bài nói chuyện hôm nay. Thì ban đầu thì tôi cũng băn khoăn là không biết là chúng ta sẽ chỉ nói về mỗi Winbox không, sẽ thực hành không, hay là sẽ làm thế nào. Nhưng mà sau sau một hồi suy nghĩ thì tôi thấy rằng là cái seminar của mình là mang danh mang ý nghĩa là một seminar, tức là ngoài cái chuyện thực hành ra thì chúng ta vẫn cần một số cái nền tảng lý thuyết để chúng ta hiểu rõ hơn về các cái phần mềm mà chúng ta sử dụng. Thành ra là tôi quyết định là sẽ nói về ba ba cái chủ đề, chứ không không chỉ nói về một chủ đề là Winbox không. Tức là chủ đề đầu tiên là tôi sẽ nói cái nền tảng về 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 lý thuyết về tính toán Bayes một chút thôi, chứ không 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 đi sâu lắm. Sau đó thì tôi giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái một số cái bài toán về về ước lượng theo cái trường phái Bayes, và sau đấy thì chúng tôi mới đi tiếp vào cái nội dung thực hành. Là thực hành thì sẽ gồm có cả thực hành ở trên R và thực hành ở trên Winbox. Thì qua cái ba cái bước như vậy thì tôi hy vọng là quý vị sẽ hiểu rõ hơn về về cái phương pháp ước lượng theo trường phái Bayes. Vì nếu chỉ dùng mỗi phần mềm không thì chúng ta sẽ không không hiểu rõ được cái phần mềm đó nó hoạt động như thế nào, và cái ý nghĩa, cái nền tảng mô hình xác suất phía sau nó là gì.
phương pháp thuật toán người ta sử dụng là gì. Còn ngược lại, nếu như chỉ đi vào mỗi nội dung lý thuyết không thì nó lại cũng khá là buồn tẻ và nó không phù hợp với đối tượng đông đảo các đối tượng đến từ nhiều cái nền tảng khác nhau. Thành ra là tôi hy vọng rằng là cái bài nói chuyện này sẽ thích hợp cho cả các thầy cô đang giảng dạy xác suất thống kê, cả các bạn sinh viên đang muốn tìm hiểu về trường phái bias trong thống kê. Thì nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ba người mà tôi liệt kê tên ra đây. Tất nhiên là tôi còn rất nhiều người thầy đã giảng dạy, đã hướng dẫn tôi trong suốt cái thời gian vừa qua, nhưng mà đặc biệt là tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ba người. Thứ nhất là giáo sư Nguyễn Xuân Long ở khoa thống kê Đại học Michigan, Mỹ. Tức là giáo sư Nguyễn Xuân Long chính là người đã qua cái bài giảng của mình đã giới thiệu cho tôi biết đến cái trường phái bias trong thống kê. Trước đó tôi chưa bao giờ nghe đến cái khái niệm về trường phái bias trong thống kê, nhưng mà năm 2012 khi giáo sư Nguyễn Xuân Long về giảng ở VASM thì tôi đã được biết đến qua cái bài giảng loạt bài giảng rất là tuyệt vời của giáo sư Nguyễn Xuân Long. Và người thứ hai là phó giáo sư Trần Minh Ngọc, hiện đang công tác tại trường kinh doanh Đại học Sydney, Úc. Thì chính anh Minh Ngọc cũng đang là người định hướng rồi giúp đỡ tôi, động viên tôi tiếp tục tìm hiểu cái trường phái thống kê bias. Và người thứ ba là phó giáo sư Ngô Hoàng Long, chính là người trưởng nhóm của nhóm thống kê ứng dụng của VASM, chính là người đã tạo điều kiện và luôn luôn động viên tôi tham gia báo cáo tại seminar của nhóm. Và đây thực sự là ba chuyên gia không những là tầm cỡ trong nước mà là tầm cỡ quốc tế. Đây là nhà toán học thuộc tầm cỡ quốc tế, tức là có những cái công trình rất là tuyệt vời. Và nếu như tìm đến muốn tìm đến nền tảng xác suất thì chúng ta nên tư vấn phó giáo sư Ngô Hoàng Long. Còn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về các cái phương pháp Monte Carlo, rồi là các cái mô hình thống kê ứng dụng, thì chúng ta có thể tìm vào nhà tư vấn của phó giáo sư Trần Minh Ngọc. Còn giáo sư Nguyễn Xuân Long thì là chuyên gia về computer science, tức là khoa học máy tính, nhưng mà giáo sư cũng làm rất nhiều về lý thuyết thống kê. Thì đây chính là cái hình ảnh mà tôi lấy lại từ cái khóa bồi dưỡng giảng viên một số chủ đề hiện đại trong thống kê ứng dụng diễn ra vào tháng 12 năm ngoái tại VASM, mà người diễn giả về tính toán bias chính là phó giáo sư Trần Minh Ngọc. Và dựa trên cái ý tưởng của cái khóa tập huấn này thì tôi đã viết ra cái báo cáo này để có một cái buổi báo cáo và nói chuyện với các bạn ngày hôm nay. Thế thì qua những cái lần báo cáo về phương pháp bias và qua những cái hội thảo, qua những cái khóa tập huấn, thì tôi có tổng kết lại một số câu hỏi thường gặp mà các độc giả, các những người quan tâm đến thống kê bias thường hỏi khi mà tiếp cận cái trường phái bias là như nào. Thứ nhất là phương pháp bias có thực sự tốt hơn phương pháp tần suất hay không. Thì qua đây là những câu hỏi mà thường gặp phải, và tất nhiên còn nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng mà lần lượt trong cái buổi bài báo cáo ngày hôm nay tôi sẽ lần lượt hy vọng sẽ trả lời được phần nào đó những câu hỏi kiểu như vậy. Thì câu trả lời ban đầu là phương pháp nào cũng có cái ưu điểm và cũng có nhược điểm, và vì vậy là người ta cần dùng cả hai, chứ cũng không thể nói dứt khoát rằng là phương pháp bias thì hiện đại hơn phương pháp tần suất hay là phương pháp tần suất thì tốt hơn phương pháp bias. Có người thì cực tả, tức là thiên về phương pháp cổ điển, tần suất tức là phương pháp cổ điển. Có người cực hữu, tức là thiên về phương pháp bias. Nhưng mà theo tôi thì là nên kết hợp cả hai phương pháp.
trong trường hợp, trong tình huống nào, dùng phương pháp nào để thu được cái kết quả thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng. Rồi những câu hỏi như là thế nào là lựa chọn phân phối tiên nghiệm như thế nào, rồi dựa vào đâu để lựa chọn, rồi làm sao để tích hợp thông tin tiên nghiệm và phân phối tiên nghiệm, để từ đó là chúng ta có thể làm thống kê Bayes. Thì những câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời lần lượt trong khi mà vừa thực hành ở trên R, vừa thực hành ở trên Winback và vừa xem lại những cái nền tảng lý thuyết. Cho nên tôi sẽ chưa trả lời ngay từng câu hỏi một hay bây giờ, nhưng mà đợi đến lúc mà thời gian dành cho câu hỏi rồi trao đổi thì chúng ta sẽ quay trở lại những câu hỏi như thế này. Thì đây là cái hình ảnh tôi tự vẽ về cái so sánh giữa trường phái tần suất và trường phái Bayesian. Thì cái đầu vào ở đây là gì? Là một phân phối chuẩn với cái trung bình là bằng 5 và độ lệch chuẩn là bằng 2. Thế thì từ đó thì nhà máy tính thì chúng ta sinh ra ba cái quan sát thôi. Ở đây để cho đơn giản tôi chỉ sinh ra ba quan sát. Quan sát thứ nhất là 7.01, quan sát thứ hai là 8.54, quan sát thứ ba là 8.02. Và vì vậy tính được cái giá trị trung bình mẫu là 7.86. Thì cái đường màu xanh như này chính là cái đường cong mật độ, đường cong mật độ của phân phối chuẩn với trung bình là bằng 5 và độ lệch chuẩn là bằng 2. Nên chúng ta quan sát được các cái giá trị nó 7.788, tức là nó hơi lệch sang bên này một chút. Và vì vậy nếu như lát nữa nhìn vào một số công thức toán học, một công thức toán học mà tôi đưa ra, thì chúng ta sẽ thấy là cái hàm hợp lý, nếu như cos sigma đã biết mà nguy chưa biết, thì hàm hợp lý trong trường hợp đã có các quan sát x1, x2, x3 thì hàm hợp lý đối với nguy nó cũng là một có dạng một phân phối chuẩn với trung bình chính là cái x ngang, cái trung bình mẫu bây giờ đó. Cho nên nếu mà dựa vào trường phái tần suất, trường phái cổ điển, thì ước lượng hợp lý cực đại chính là cái giá trị làm cho cái hàm hợp lý này, cái đường màu đỏ này là hàm hợp lý nhận giá trị lớn nhất, tức là khoảng 7.86 đây. 7.86 chứ nào. Đấy, tức là nếu theo trường phái cổ điển là như vậy. Thế nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu như bây giờ chúng ta có thêm thông tin, rằng là cái giá trị tham số thực sự, tức là cái nguy là cái đây là mô phỏng thì là chúng ta biết bằng 5, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta không biết, không bao giờ biết. Thế nhưng mà giả sử như chúng ta có thêm cái thông tin rằng là cái tham số nguy này, cái tham số giá trị trung bình của phân phối chuẩn này là nó nằm trong khoảng từ 4 đến 6 cơ. Với phân phối đều, tức là tôi không biết nó nằm ở đâu trong 4 đến 6, nhưng tôi chỉ tin rằng nó nằm trong 4 đến 6. Vậy thì làm thế nào để có thể tích hợp cái thông tin chiên nghiệm rằng là nguy nằm trong khoảng từ 4 đến 6 với lại cái thông tin về ba cái quan sát x1, x2, x3. Thì lát chúng ta sẽ thấy là nếu như kết hợp cái tiên nghiệm uniform, tức là tiên nghiệm phân phối đều trên cái khoảng 4 đến 6 với lại cái quan sát x1, x2, x3, thì chúng ta sẽ được cái bài toán, chẳng qua là bài toán là cực đại cái hàm hợp lý này ở trên cái đoạn từ 4 đến 6. Nói khác là chúng ta đã giới hạn cái miền tìm kiếm, thay vì từ âm vô cùng đến dương vô cùng, bây giờ chỉ còn là từ 4 đến 6 mà thôi. Và vì vậy là đây là bài toán cực trị có điều kiện trong cái đoạn từ 4 đến 6. Và trong trường hợp này, trong cái hình vẽ này, thì ta dễ dàng thấy được rằng là giá trị cực đại đạt được là tại 6, phải không? Và vì vậy là cái ước lượng Bayesian trong trường hợp này là bằng 6, còn ước lượng hợp lý cực đại thì là 7.86. Và có vẻ trong trường hợp này, đây là tôi cố tình làm cái ví dụ này để thấy được rằng trong trường hợp này, hóa ra với thông tin tiên nghiệm thêm mà từ khoảng từ 4 đến 6 thì ta đạt được cái ước lượng Bayesian có vẻ tốt hơn, 6 thì gần 5 hơn so với lại 7.86. Có phải thế không ạ? Nhưng tất nhiên không phải lúc nào chúng ta đánh giá được là Bayesian tốt hơn frequentist. Đây chỉ là một vài cái mở đầu để chúng ta thấy rằng nó có cái câu chuyện chiên nghiệm như vậy. Thế thì tất cả những cái kỹ thuật về thống kê Bayes sẽ được dựa trên cái nền tảng là tính chính là định lý Bayes như này. Tóm tắt lại cái định lý Bayes này thôi, tức là F, tôi ký hiệu x gạch dưới là các quan sát được sinh ra từ mô hình xác suất của chúng ta. Như vậy là khi chúng ta có dữ liệu trong tay x1, x2, xn thì chúng ta
với các nhà thống kê, các nhà xác suất lý thuyết thì thường người ta sẽ giả định một cái mô hình xác suất nào đó. Cụ thể trong trường hợp là mô hình phụ thuộc tham số, mô hình tham số parametric model, tức là họ phân phối xác suất này nó phụ thuộc vào một cái vector tham số theta nào đó. Theta có thể là một chiều, có thể nhiều chiều. Thế thì tôi gọi pi theta là phân phối tiên nghiệm cho cái tham số theta, tức là trường phái Bayes nói rằng là theta là tham số chưa biết, vì vậy tôi cái gì mà chưa biết thì tôi coi nó là ngẫu nhiên. Thế vậy, vì vậy là đối với trường phái tần tần suất thì tôi chỉ có mỗi cái hàm hợp lý f khi cho trước theta thì được cái hàm hợp lý, hay là cái phân phối xác suất đồng thời của f của các cái quan sát x một x hai xn nào với điều kiện theta, tức là chỉ có cái f x gạch dưới theta này là dừng lại, không 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 có gì đi thêm nữa. Rồi sau đó đi cực đại hóa nó, rồi đánh giá cái ước lượng đó có phải là không chạch, rồi là vững hay không. Thế nhưng mà đối với trường phái Bayes chúng ta cần thêm cái pi theta này, tức là ta coi theta bây giờ lại là biến ngẫu nhiên, rồi đặt vào nó một cái phân phối tiên nghiệm nào đó. Còn cái chuyện tiên nghiệm như thế nào thì chúng ta sẽ nói sau. Thế thì cái công thức Bayes nói rằng là khi biết được cái mô hình, cái cơ chế sinh ra cái dữ liệu x1 x2 cn với theta đã biết và cái phân phối tiên nghiệm của cái tham số theta, thì khi đó người ta có thể tính được phân phối hậu nghiệm của theta này với điều kiện đã biết các cái quan sát x1 x2 xn. Đó. Thì thông thường người ta cái tích phân phía dưới này là tích phân nhiều chiều, cho nên không phải lúc lúc nào chúng ta cũng dễ dàng tính toán được cái tích phân phía dưới nào. Cho nên đôi khi để bỏ qua cái sự khó khăn khi tính toán cái tích phân nhiều chiều trên cái không gian tham số theta này, thì người ta viết dưới dạng là phân phối xác suất hậu nghiệm p theta với điều kiện dữ liệu này thì tỷ lệ với lại tích của hàm hợp lý f với điều kiện f của x gạch dưới với điều kiện theta nhân với lại cái phân phối tiên nghiệm p theta. Đấy. Đây chính là cái ý nghĩa quan trọng của cái thống kê Bayes. Còn cái khó khăn của thống kê Bayes chính là thứ nhất là việc chọn phân phối tiên nghiệm như thế nào, bởi vì khi chọn phân phối tiên nghiệm thì nó sẽ nảy sinh cái câu chuyện khó khăn khi về mặt tính toán thống kê Bayes. Nó nảy sinh cái khó khăn về mặt tính toán chính là cái tích phân phía dưới mẫu này, không phải lúc nào chúng ta tính toán được. Vậy vậy là khi mà máy máy tính chưa phát triển thì cái trường phái Bayes này nó ra đời từ lâu rồi, nhưng mà khi mà từ từ tôi nghĩ là khoảng hơn 100 năm nay rồi, nhưng mà vì cái sự khó khăn của cái tính toán thành ra là nó chưa phát triển được nhiều. Thế nhưng mà từ ngày mà có các cái máy tính mạnh, rồi các cái công cụ mô phỏng trên máy tính, rồi các cái thuật toán Monte Carlo, thì bây giờ là cái trường phái Bayes đang phát triển rất là mạnh. Thế thì từ cái phân phối hậu nghiệm của theta với điều kiện dữ liệu đã biết, thì từ đó chúng ta có thể tìm lại những cái ước lượng điểm thôi. Nguyên tắc là chúng ta có hẳn một cái hàm phân phối của tham số theta với điều kiện đã biết dữ liệu. Thế nhưng mà nếu nếu để đưa ra một cái ước lượng điểm nào đó thì người ta có hai cái ước lượng điểm chính, đó là ước lượng thứ nhất là để làm cực đại cái hàm hậu nghiệm, và ước lượng này đặt tên là MAP, maximum posteriori, làm cực đại hóa cái hàm phân phối hậu nghiệm này, và vì vậy nó chính là mốt của cái phân phối hậu nghiệm. Còn cái ước lượng Bayes thứ hai đó là làm cực tiểu hóa cái hàm tổn thất bậc hai. Thế thì khi đó chúng ta biết rằng là với cái phân phối cho trước mà muốn lấy một cái ước lượng điểm để làm cực tiểu hóa cái hàm tổn thất bậc hai thì hãy lấy chính cái kỳ vọng của nó. Và các phương pháp Monte Carlo thì người ta tập trung chính vào cái ước lượng làm cực tiểu hàm tổn thất bậc hai, tức là đi tính các kỳ vọng phân phối hậu nghiệm. Thế thì trong cái báo cáo này chúng tôi sẽ giới thiệu một vài cái cách lựa chọn tiên nghiệm phổ biến để mà sao cho là khi thực hành chúng ta cũng cũng trên về mặt lý thuyết chúng ta cũng có thể
xây dựng được một vài công thức rất là đẹp về mặt toán học. Ngoài ra là khi thực hành chúng ta cũng có thể thực thi được tất cả những cái tính toán hậu nghiệm nếu cho cái tiền nghiệm. Thì cái tiền nghiệm thứ nhất là cách dùng tiền nghiệm thứ nhất là tiền nghiệm phẳng, flat prior, tức là dựa vào cái lượng thông tin Fisher thì người ta lấy cái tiền nghiệm giữa theta là tỷ lệ với lại cái căn bậc hai của cái định thức của cái ma trận thông tin Fisher trong trường hợp nhiều chiều, còn trong trường hợp một chiều thì nó chỉ là một số thôi. Và chúng ta biết rằng là trong trường hợp lấy tiên nghiệm là tiên nghiệm phẳng ấy, thì với một số cái bài toán cụ thể là những bài toán chúng ta xét thì ước lượng bias thì nó trùng với ước lượng hợp lý cực đại. Ước lượng điểm bias thì trùng với ước lượng hợp lý cực đại. Một số cái công thức rất là đẹp chỉ ra cái điều đó. Rồi cái loại tiên nghiệm thứ hai rất là có ích trong cái lúc mà khi mà các cái công cụ tính toán trên các cái chương trình mô phỏng trên máy tính chưa phổ biến như bây giờ, thì đó là tiên nghiệm liên hợp, conjugate prior. Thì tiên nghiệm liên hợp là gì? Là cái loại tiên nghiệm mà khi ta đặt vào trong cái mô hình của chúng ta thì ta được cái phân phối hậu nghiệm là cùng họ với cái tiên nghiệm đó. Ví dụ ta đặt vào phân phối chuẩn thì ta cũng thu được cái họ phân phối chuẩn, tất nhiên với cái tham số, bộ tham số khác phải cập nhật đi. Và với cái tiên nghiệm liên hợp như vậy thì thứ nhất là chúng ta không phải tính cái tích phân trên cái không gian tham số theta. Thứ hai là thu được một cái kết quả rất là đẹp, đó là ước lượng bias lúc này thì nó là tổ hợp lồi của ước lượng hợp lý cực đại và cái kỳ vọng tiên nghiệm, cái thông tin tiên nghiệm chúng ta đưa ra. Nói cái khác là ước lượng hợp lý cực đại là một cái giá trị nào đó, rồi là cái kỳ vọng, tức là cái thông tin tiên nghiệm chúng ta bảo rằng nó là một giá trị nào đó, thì cái bias là cái ở đâu đó nằm ở giữa hai cái đó, đâu đó nằm ở giữa hai cái đó. Tức là nó kết hợp được cả cái điều hợp lý cực đại chẳng qua là cái dựa trên những cái gì chúng ta quan sát được, còn cái tiên nghiệm là dựa trên những cái thông tin chúng ta đã biết từ trước, dựa trên những thông tin chúng ta đã biết từ trước đó. Và vì vậy là cái ước lượng bias nó sẽ ở đâu đó ở giữa, nó không cực hữu, không cực tả, và đâu đó nằm ở giữa sự thật, đâu đó nằm ở giữa. Và cái loại tiên nghiệm thứ ba, và trong trường hợp mà chúng ta có một chút thông tin nhưng mà cái thông tin đó cũng không đủ nhiều, ví dụ chúng ta như cái hình vẽ lúc trước ta nói rằng là cái giá trị thực sự của tham số ấy, nó nằm trong cái khoảng từ 4 đến 6 thôi, ví dụ như vậy. Giả sử ta biết được cái điều đó, ví dụ ta muốn tính ước lượng cái điểm trung bình của hay là cái chiều cao trung bình của một cái quần thể dân số nào đó, chúng ta biết rằng là không chỉ dựa vào mỗi quan sát mà còn phải dựa vào ý kiến của chuyên gia trước đó nói rằng là cái chiều cao trung bình nó đâu đó, hoặc là cái điểm trung bình của lớp này đâu đó vào khoảng từ 4 đến 6, ví dụ vậy. Thế thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là về mặt toán học mà nói thì chúng ta đã giới hạn cái miền tìm kiếm tham số ở trên cái đoạn phân phối đều đó mà thôi. Đấy, nói cái khác là đưa cái bài toán tìm cực trị của hàm hợp lý trở về thành bài toán là cực đại của hàm hợp lý, trở thành cái bài toán là tìm cực đại trên một cái đoạn nào đó. Và cái loại tiên nghiệm thứ tư đó là tiên nghiệm chuẩn normal prior, thì cũng cái cách giới hạn miền tìm kiếm mà thôi, nhưng có điều bây giờ là không đều trên đoạn từ 4 đến 6 nữa mà có thể tập trung vào cái vùng ở giữa hơn. Cái trong lúc này là nó tập trung vào cái giá trị ở chính giữa năm hơn, nhiều hơn là phía 4 và phía 6 đó. Tập trung vào cái miền có xác suất cao chứa tham số đó. Và tất nhiên chúng ta có thể chọn rất nhiều loại phân phối xác suất khác để làm tiên nghiệm, nhưng mà đây là một số cái phổ biến. Và sau này chúng ta sẽ thấy rằng là thực sự những cái lựa chọn tiên nghiệm này nó đưa ra những kết quả cũng không khác nhau nhiều lắm. Cho nên chúng ta cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều là chọn tiên nghiệm như thế nào, chọn đều hay là chọn chuẩn hay là chọn liên hợp. Bởi vì kết quả nó cũng không khác xa nhau nhiều lắm. Thì câu chuyện lúc đấy chỉ còn lại là chọn thế nào để sao cho cái thuật toán hay là các cái công thức của chúng ta nó hữu hiệu hơn, nó hiệu quả hơn mà thôi. Rồi ngoài ra cái vấn đề gọi là trích xuất thông tin tiên nghiệm, prior elicitation, tức là dựa vào ý kiến chuyên gia để xác định các tham số của phân phối tiên nghiệm, tức là cái hyperparameters, tức là nếu đặt vào phân phối chuẩn vậy thì tiên nghiệm là phân phối chuẩn, vậy thì cái phân phối chuẩn đó có
trung bình là bằng bao nhiêu, phân số tầng trên rồi là phương sai bằng bao nhiêu, rồi là nếu thực hiện đều thì cái giới hạn dưới tại sao là 4, tại sao là 6, thì phải dựa ý kiến chuyên gia chứ không phải là tự dưng chúng ta tự ý đưa ra được. Đó. Thì cái câu chuyện trích xuất thông tin kinh nghiệm này, ngoài cái chuyện dựa vào ý kiến chuyên gia, chúng ta còn phải dựa vào những cái đặc trưng của những cái phân phối tiên nghiệm, để từ đó chúng ta có thể tính lại được các cái tham số tầng trên hyperparameter. Lát nữa chúng ta sẽ thực hành và thấy rõ được những câu chuyện như vậy. Thì ở đây tôi muốn giới thiệu tiếp theo về các cái phương pháp Markov chain, Monte Carlo, tức là Sigma Markov, Monte Carlo. Thì đây thực ra là một lớp các phương pháp khác nhau để dựa vào máy tính chúng ta có thể sinh ra được, dựa vào các cái chương trình máy tính chúng ta có thể gọi là sinh ra sampling. Người ta không dùng chữ simulate mà người ta dùng chữ là sampling, tức là có thể sinh ra những cái quan sát từ một cái phân phối xác suất nào đó, cụ thể đây là phân phối xác suất hậu nghiệm. Thì chúng ta thấy rằng cái phân phối xác suất hậu nghiệm thường là chúng ta chỉ biết đến một cái sự sai khác một cái hằng số nào đó, tức là cái phân phối px gì này p theta lúc trước đấy, nó sẽ tỷ lệ với một cái hàm nhân nào đó, chúng ta không biết được nhiều, rất nhiều khi là chúng ta không biết được cái hằng số chuẩn hóa, tức là normalizing constant. Và vì vậy trong trường hợp đó thì các phương pháp Monte Carlo là rất hữu ích cho cái việc là có thể tính toán được các cái đặc trưng của phân phối hậu nghiệm, ví dụ như kỳ vọng phương xa. Thế thì ý tưởng của phương pháp Markov chain Monte Carlo chính là sinh ra một sigma Markov có tính chất ergodic mà nó nhận cái phân phối hậu nghiệm mà chúng ta đang xét đấy là phân phối dừng. Đó. Nói cách khác là để đi tính cái tích phân có dạng như thế nào. Có dạng như thế này thì người ta tạo ra một cái sigma Markov ergodic xy với phân phối dừng là px. Nếu ta tạo ra được như vậy thì khi đó thay vì phải đi tính cái tích phân này rất là khó khăn, tích phân nhiều lớp đấy như chúng ta vừa nói, x ở đây là đại diện cho theta đóng vai trò, x đóng vai trò theta trong cái bài toán ước lượng bias của chúng ta, thì thay vì phải tính cái tích phân y bên tay phải này thì chúng ta xấp xỉ nó bằng cái tổng cái trung bình 1 trên n tổng của hxi này thôi. Rồi đây là tôi giới thiệu cái thuật toán random walk metropolis Hastings, một cái thuật toán cụ thể hóa cái ý tưởng về cái phương pháp các phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Thì để tạo ra cái sigma Markov như vậy thì chúng ta có thể làm như sau: là chọn một giá trị sig ban đầu x không nào đó, x không đây có thể một chiều hoặc nhiều chiều. Đây trong trường hợp này tôi nói phương sai có nghĩa là một chiều, còn trong trường hợp nhiều chiều thì chúng ta nói đến cái mặt trận hiệp phương sai. Thì từ cái bước đầu tiên x không như vậy thì sau mỗi một lần thì chúng ta sẽ sinh ra một cái bước nhảy ngẫu nhiên random walk có phân phối chuẩn với trung bình là bằng không và phương xa, chính là cái sigma bình phương chúng ta vừa chọn. Rồi sau đó thì ta cộng vào cái sig hiện tại, ta cộng cái epsilon là sinh ra từ cái phân phối chuẩn như vậy, sau đó ta cộng vào cái sig hiện tại và ta xem là liệu cái y đề xuất này cái cộng vào đấy liệu có mình có giữ lại để vào cái sig của chúng ta hay không, hay chúng ta loại bỏ đi, thì ta tính toán cái xác suất chấp nhận nó là như thế này. Nhưng mà chúng ta thấy là cái xác suất chấp nhận thì phụ thuộc vào cái tỷ lệ giữa PI với PXN. Thế nhưng mà cái tỷ lệ này rõ ràng nó lại chính bằng cái tỷ lệ của hai hàm nhân. Vì vậy chúng ta không cần biết cụ thể cái P mà chúng ta chỉ biết đến cái hàm nhân K của nó là được rồi. Rồi từ đó là sinh ra một cái phân phối, cái biến ngẫu nhiên có phân phối đều. Và nếu như cái phân phối đều đó nhỏ hơn cái xác suất chấp nhận thì chúng ta chấp nhận cái đề xuất mới, còn nếu không thì chúng ta giữ nguyên, chúng ta không di chuyển đi nữa. Thế thì một vài cái nhận xét về cái thuật toán random walk metropolis Hastings là gì, là về nguyên tắc thì cái xuất phát ban đầu là không quan trọng, nhưng thực tế thì khi thực hành, cho lát thì chúng ta thực hành chúng ta sẽ thấy là cũng nên chọn thế nào
chúng ta cũng phải mày mò chọn thế nào cho nó đủ tốt để sao cho cái sigma cốt nó hội tụ nhanh hơn. Rồi là cái việc chọn sigma bình phương này, cái phương sai của cái random walk ấy, thì về nguyên tắc là không quan trọng là chọn bao nhiêu cũng được, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Cái việc chọn như thế nào cũng phải tùy vào cái bài toán cụ thể. Chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chọn quá lớn hoặc quá nhỏ thì đều làm cho cái sigma nó không hội tụ. Rồi ngoài ra người ta có thể nói đến cái chuyện là cái sigma cốt này lúc đầu nó có thể nó chạy lung tung cả, thế nhưng mà sau một khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ hội tụ về cái phân phối rừng. Và chúng ta bỏ cái đoạn đầu mà nó còn chưa tốt đi, và cái đoạn đầu đó gọi tên là burn in trong cái Winbox, lát nữa chúng ta sẽ thấy rõ cái điều đó. Rồi trong trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thêm cái thuật toán gọi là thuật toán gif sampling. Thế ngoài cái random walk metropolis hastings kia thì chúng ta có thể có cái thuật toán gọi là gif sampling, tức là khi mà cái phân phối xác suất của chúng ta được tách ra thành hai phần, phần thứ nhất là x1, phần thứ hai là x2, có thể một chiều hoặc nhiều chiều. Thế thì đôi khi chúng ta chỉ biết được cái phân phối điều kiện của x1 với điều kiện x2. Ví dụ lát nữa chúng ta sẽ làm bài toán là ví dụ phân phối của mu với điều kiện sigma đã biết thì là phân phối chuẩn, và ngược lại nếu phân phối của sigma khi mu đã biết thì là phân phối gamma, ví dụ như vậy. Thì trong những trường hợp mà đặc biệt như vậy thì chúng ta có thể dùng đến cái thuật toán gif sampling, và đấy chính là cái ý nghĩa của cái phần mềm Winbox, tức là người ta dùng cái thuật toán gif sampling này là chính. Thế thì cái ý tưởng nó là như sau: là chọn giá trị ban đầu cho hai cái khối x1, x2 này. Sau đó thì tại cái bước thứ n thì chúng ta sinh ra cái x1 thứ n cộng 1 thì là theo cái phân phối điều kiện của x1 khi đã biết x2 ở cái bước trước. Rồi cái x2 thứ n cộng 1 thì sinh ra từ dựa vào cái phân phối của x2 với điều kiện x1 ở cái bước vừa ấy sinh ra ở trên. Đó, bước vừa sinh ở trên. Và với cái cách làm như vậy thì chúng ta đã tạo ra được một cái sigma cốt ergodic, cái px1x2 này là phân phối ổn định, và từ đó chúng ta phải tính toán được một vài cái đặc trưng của phân phối hậu nghiệm. Cường ơi, dạ, ở chỗ này là có phải lúc nào nó hội tụ không, nhưng chắc phải có điều kiện gì đấy đúng không? Vâng, tức là về nguyên tắc là phải có một vài cái điều kiện thì nó mới hội tụ. Bởi vì vậy là cho nên khi làm chúng ta phải hết sức cẩn thận. Vâng. Thế mấy cả cái chỗ theo cái cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cái p ấy, cái p của x một điều kiện x hai, mấy cả p của x hai với điều kiện x một chắc phải ký hiệu khác đi đúng không? Bởi vì là p một p hai đấy thì thường anh thế thì nó đỡ bị lẫn, và không có liên quan đến nhau đâu, để ký hiệu tổng quát. Ví dụ như em vừa nói là trận lát cho bài toán của chúng ta là mu với điều kiện là sigma đã biết thì là phân phối chuẩn, còn sigma với điều kiện mu đã biết thì là phân phối gamma ngược và gamma nghịch đảo chẳng hạn, ví dụ thế. Nó là hai phân phối khác. Trong trường hợp mà mình có, đây là vector hai chiều đúng không? Thì nếu có thể nhiều chiều, ca chiều, có thể nhiều chiều. Nhiều chiều thì là cái x1 sẽ là p của x1 với điều kiện biết k trừ 1 thằng còn lại đúng không? Đúng rồi. Thế đây là chạy song song. Thế mình chạy, tức là chạy được một thằng, tức là đây là nhiều chiều, chẳng qua là chúng ta xin ra nhiều cái sigma cốt một chiều. Một nói như thế cũng không hẳn đúng, nhưng mà ý muốn nói là trong trường hợp mà tách ra được như thế thì dựa trên cái thằng x1 đã biết thì ta sinh ra cái thằng x2, dựa trên thằng x2 vừa mới biết ta lại sinh ngược lại cái thằng x1, cứ chạy song song như vậy. Anh Long còn có bình luận gì không ạ? Không, anh hỏi thôi. Phải cần. Anh tiếp tục nhé. Thế bây giờ chúng ta đi vào cái bài toán cụ thể. Bài toán cụ thể đầu tiên đó là
Ở đây tôi chọn một vài cái bài toán rất cụ thể, đó là chính là những bài toán mà rất là phổ biến ở trong 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 các cái sách thống kê viết theo trường phái tần suất, tức là ước lượng trung bình của một tổng thể, ước lượng phương sai của một tổng thể, hay là ước lượng kỳ vọng tổng thể, hay là gọi là tỷ lệ của tổng thể đấy. Trong trong tất cả các cái giáo trình xác suất thống kê ở Việt Nam thì chúng ta thường xuyên làm những cái bài toán như thế rồi. Rồi là bài toán tiếp theo là bài toán hồi quy tuyến tính, trường hợp đơn biến, trường hợp đa biến, bài toán hồi quy logistic. Cho nên là chúng ta sẽ đi theo những cái con đường mà các sách đã phổ biến mô tả rồi, và để chúng ta so sánh xem là liệu với cái trường phái tần suất với trường phái Bayesian nó có cái sự khác biệt cơ bản ở chỗ nào. Thế bây giờ chúng ta đi vào cái bài toán đầu tiên, đó là ước lượng kỳ vọng cho, hay là còn gọi là ước lượng trung bình tổng thể đấy. Ước lượng kỳ vọng cho, đối với là xác suất thì chúng ta gọi là ước lượng kỳ vọng cho một cái phân phối chuẩn. Trong trường hợp này tôi giả định phân phối chuẩn để mọi công thức nó trở nên đẹp hơn. Tức là giả sử như tôi thấy được các cái quan sát x1, x2, xn từ mô hình của chúng ta là có phân phối chuẩn với trung bình là mu và phương sai là sigma bình phương. Trường hợp đơn giản đầu tiên là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến một tham số là mu thôi, tức là một chiều thôi. Còn sigma giả định đã biết. Lát nữa chúng ta sẽ xét cả trường hợp hai chiều, tức là sigma chưa biết. Đó. Thì chúng ta biết được là cái hàm mật độ đồng thời thì được tính như thế nào, vì các quan sát chúng ta xét là độc lập. Thế thì nếu như đã biết phương sai thì người ta coi mu chưa biết thì hàm hợp lý cho mu là như thế nào, viết lại dưới dạng tỷ lệ như thế nào. Và từ đó thì các cái phương pháp cổ điển ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại hay phương pháp Moment thì đều cho chúng ta cái mu mũ thì chính là cái giá trị trung bình mẫu. Đó. Thế thì bây giờ tôi sẽ lần lượt xét các cái cách chọn tiên nghiệm theo cái trường phái Bayes cho cái bài toán ước lượng mu này. Thì cái trong trường hợp mà sigma đã biết mu chưa biết thì người ta chỉ ra rằng là cái phân phối tiên nghiệm liên hợp ấy cho mu cho cái mô hình này với mu chưa biết thì chính là phân phối chuẩn, mô hình phân phối chuẩn, và vì vậy tiên nghiệm liên hợp cho nó cũng là phân phối chuẩn, và từ đó thì cái phân phối họ nghiệm cũng thuộc vào cái họ chuẩn như vậy. Đây là cái ban đầu là tiên nghiệm từ ký hiệu là với tham số A0, B0 bình, và cái hậu nghiệm thì cũng thuộc vào họ chuẩn, thì lúc này ký hiệu là trung bình là A1 và phương sai là B1 bình, thì khi đó là ta có thể cập nhật được các cái tham số A1, B1 mà thôi, dựa vào các cái, thứ nhất là dựa vào cỡ mẫu N, thứ hai là dựa vào cái trung bình mẫu xn, và thứ ba tất nhiên là phải dựa vào cái sigma bình phương. Tất nhiên sigma bình phương trong trường hợp để biết rồi. Rồi, và vì vậy là cái ước lượng Bayes, khi mà ta biết phân phối hậu nghiệm là phân phối chuẩn, và vì vậy ước lượng Bayes là ước lượng Bayes với hàm tổn thất bậc 2 chính là kỳ vọng mà. Và vì vậy lấy cái ước lượng Bayes chính là A1 đây. A1 là chính là cái này. Và đây, nhìn vào đây chúng ta thấy được rằng là cái ước lượng Bayes nó chính là tổ hợp lôi của cái ước lượng hợp lý cực đại x ngang. Và cái thông tin tiên nghiệm chính là A0. Cái A0 này chính là cái kỳ vọng tiên nghiệm của chúng ta. Tức là tôi bảo rằng là cái nguy đấy nó có trung bình bằng A0 đấy. Nó có trung bình bằng A0, còn nó lệch với một cái độ phương sai chính là B0. Tôi không dám chắc nó đúng bằng A0, mà tôi chỉ bảo rằng nó đâu đó xung quanh A0. Đấy, ý tưởng nó là như vậy. Em hỏi chú anh Cường. Hầu như là mình có thể nói là cái ước lượng hợp lý cực đại với ước lượng Bayes thì khi cỡ mẫu mà đạt đủ lớn đó, tức là chẳng hạn trường hợp N ra cùng đó, thì hai cái nó luôn luôn trùng nhau, đúng không? Đúng rồi. Chính xác, đúng không? Ngoài bài giảng năm ngoái mình có nói cái chuyện đó rồi, tức là chúng ta để ý kỹ đây là tổ hợp lồi, nhưng trong trường hợp mà cỡ mẫu lớn thì chúng ta thấy là cái sigma bình phương chia N nó coi như nó biến mất, thì lúc đó là cái hệ số gắn với cái x ngang này, xin lỗi, cái hệ số gắn với cái x ngang này nó là B0 bình chia B0 bình, và vì vậy nó tiến về 1. Còn cái chỗ này sigma bình chia N nó tiến về 0, vì vậy là cái thông tin nghiệm A0 này nó không còn đóng vai trò quan trọng. Thì từ đây
Thứ hai cứ nói. Như là các ước lượng, tại vì mình do mình có kinh nghiệm nên cái ước lượng của S là nó luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cái kinh nghiệm. Và tuy nhiên nếu mà giả anh cỡ mẫu lớn, tức là có thể hình dung là mình lấy hết cái tổng thể để mình tính, thì hai cái ước lượng này nó như nhau. Dạ. Nó sẽ khác biệt. Ok. Đấy chính là cái ý nghĩa của cái phân phối tiên hiện liên hợp, nó cho chúng ta một cái mối liên hệ thật là rõ ràng về cái chuyện đó. Còn sau này những cái mô hình khác nó không 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 phải luôn luôn tìm được những cái mối liên hệ đẹp như vậy, thì chúng ta vẫn vẫn có một cái cảm nhận rằng là đúng, bias nó đâu đó nằm ở giữa cái gọi là observation, tức là những cái mà chúng ta quan sát được và những cái tiên hiện. Còn trong trường hợp mà quan sát đủ nhiều số lớn không thể khác đi được, đó là khi mà đủ lớn thì chắc chắn là cái các ước lượng dù phương pháp Bayes hay là phương pháp tần suất thì đều phải tiến về cái giá trị true value, tức là tiến về cái tham số thật. Chúng ta ít xì ngang lại tiến về cái mu, và vì vậy là cái thằng mu h hay là mu mu mle mle hay là msc thì đều tiến về cái giá trị thật mà thôi, không có gì ngạc nhiên về chuyện đó cả. Hà còn bình luận gì nữa không ạ? Không, em đã rồi. Ok, thì cái điều này lát nữa chúng ta sẽ code error rất là dễ dàng. Rồi còn trên Winbox thì nó chỉ chạy ra thôi. Thành ra là tôi rất muốn là giới thiệu ngoài cái phương diện lý thuyết công thức đẹp như thế này, thì chúng ta còn code thêm trên error để từ những cái kiến thức về lý thuyết như thế này chúng ta thực hành được, dạy cho máy tính nó thực thi ra cái điều chúng ta mong muốn, rồi sau đó chúng ta có thể dùng thêm những cái chương trình đã có sẵn, chương trình đã có sẵn như Winbox để chúng ta tính trong những trường hợp mà những người mà không phải là chuyên về toán. Thế thì cái vấn đề tiếp theo đó là trích xuất thông tin kinh nghiệm. Thế làm nào để biết được cái A0 bằng bao nhiêu và B0 bằng bao nhiêu? Thì trong trường hợp này thì vì cái A0 ý nghĩa của nó chính là trung bình, rồi B0 ý nghĩa của nó chính là phương sai, thành ra là cái câu chuyện trích xuất thông tin kinh nghiệm nó không 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 có gì đáng nói lắm. Nhưng mà trong những bài toán tổng quát hơn thì cái việc trích xuất không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thì đây cái cần đặt vấn đề của cái bài toán của cái câu chuyện trích xuất thông tin kinh nghiệm là như thế nào, tức là ta phải đi xác định cái này nó gọi A0 B0, nó gọi là hyperparameter, tức là tham số tầng trên, siêu tham số đấy. Thế thì giả sử tôi chỉ biết được là cái G1 này là thông tin về trung bình của mu1, rồi G2 là thông tin về cái độ bất định của cái thông tin chúng ta đưa ra. Ví dụ bảo rằng trung bình khoảng là cái mu, thì chúng tôi đang coi nó là ngẫu nhiên mà, chứ tôi không thể nói rằng là mu nó bằng bao nhiêu, tôi chỉ nói là trung bình nó bằng bao nhiêu, trung bình nó bằng 5 chẳng hạn. Thì lúc đó vậy trung bình bằng 5, nhưng ông tin với cái độ bất định là bao nhiêu, liệu có đúng là 5 hay là 5 cộng trừ 1, 5 cộng trừ 2, ví dụ như vậy. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của cái G1 và G2, là cái thông tin của expert hay là của những cái chuyên gia trong từng cái câu chuyện cụ thể người ta đưa ra. Thế thì vì chúng ta biết được rằng là kỳ vọng của mu chính là A0 và phương sai của mu trong trường hợp này chính là B0 bình, cho nên không có gì dễ dàng hơn là chúng ta tìm được A0 chính là G1 và B0 chính là G2 thôi. Cho nên việc trích xuất thông tin kinh nghiệm là đã làm được công thức hiển thị như thế. Tôi nói tiếp về cái kinh nghiệm thứ hai. Rồi sau cái này có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang thực hành trên R một chút. Cứ mỗi một bài toán chúng ta sẽ quay lại thực hành, sau đó trên Winbox một chút để nó đỡ nhàm chán. Chứ nếu nói hết cả lý thuyết cả một cái buổi như này thì sẽ hơi nhàm chán. Thế thì trong trường hợp kinh nghiệm đều thì thế nào? Như cái hình vẽ đầu tiên tôi đưa ra. Đây tôi viết lại cái hàm hợp lý dưới cái dạng như này. Tôi vì sigma đã biết cho nên tôi không quan tâm cái hằng số phụ thuộc vào sigma bên ngoài nữa. Và viết lại dưới dạng như này chúng ta thấy rõ là hóa ra đối với lại trường phái tần suất, tức là ước lượng hợp lý cực đại, thì cái mu nó lại có phân phối chuẩn với trung bình chính là x xì ngang. Cái đường màu đỏ lúc trước, cái mu chưa tham số chưa biết biến ngẫu nhiên của chúng ta đang coi thì nó chính là cũng có phân phối chuẩn với trung bình là x xì ngang. Và vì vậy là trong trường hợp mà ta tích hợp nó vào với thông tin với lại kinh nghiệm gọi là liên hợp chuẩn thì nó vẫn là chuẩn, chuẩn với chuẩn thì là chuẩn. Còn bây giờ nếu tích hợp nó với lại phân phối đều thì nó sẽ không ra chuẩn nữa mà chuẩn bị chặt cụt. Tức là bây giờ ta bảo rằng là mu nó
chỉ rơi vào khoảng từ A đến B mà thôi, chứ không còn là cả cái đường cong từ âm vô cùng đến dương vô cùng nữa. Và vì vậy là đâu rồi? Khi tích hợp cái thông tin tiên nghiệm là của Huy chỉ rơi vào cái khoảng từ A đến B thôi, thế thì tôi tìm được cái phân phối hậu nghiệm lúc này là tỷ lệ với lại hàm hợp lý nhân với thông tin tiên nghiệm, thì nó ra cái hàm nhân là như này đây. Và cái hằng số k thì trong trường hợp này có thể tính tính được, trong trường hợp này có thể tính được. Xin lỗi, chỗ này nó còn có d d d mu đây nữa, chỗ này có d mu, thiếu d mu đây, và có thể tính khá 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 là nói là tính hiển thị cũng 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 được, mà nói là tính xấp xỉ cũng được. Và khi đó thì ta có thể vẽ ra đường cong phân phối hậu nghiệm, và từ đó là có thể tìm, lúc này tìm ước lượng theo cái MAP, tức là làm cực đại đại hóa cái hàm hậu nghiệm. Tức là bài toán bây giờ trở thành bài toán là có cái đường cong phân phối chuẩn như vậy, tôi chỉ xét ở trên cái đoạn từ A đến B mà thôi, từ A đến B. Bởi vì vậy là theo để làm cho cái tích phân đó vẫn bằng một thì tôi phải nâng cao lên một chút, nhưng mà khi nó nâng cao lên thì sang cái giá trị cực đại của cái đường cong đấy là chỗ nào, thì lát nữa chúng ta sẽ vẽ hình để thể hiện rõ được cái chuyện câu chuyện đó. Bây giờ có lẽ là như như tôi vừa nói là chúng ta sẽ quay quay lại cái thực hành trên R để thể hiện hết tất những cái công thức mà chúng ta vừa đưa ra như thế nào, những cái định lý mà nói về tiên nghiệm liên hợp, rồi là các công thức trích xuất thông tin tiên nghiệm, rồi là tiên nghiệm đều như thế nào, rồi sau đó sang cả Winbox nữa. Giờ tôi sẽ share sang cái code error. Xin xin mọi người hãy mở cái code error ra, mà lúc đấy tôi đã gửi lên trên nhóm rồi đấy ạ. Hương gửi cho mọi người rồi, phải không Hương? Rồi ạ, anh gửi qua Zalo mà. Đây. Nếu Mọi người thấy có chỗ nhìn được? nào mà chưa nhận được thì báo lại để em gửi qua đường link Google Drive. Đây thì mình đã vừa làm lý thuyết rồi. Đó. Có đối với những người mà làm toán thì có thể còn thấy nghe được, còn những người mà ngoại đạo thì có thể là sẽ hơi boring. Thành ra là muốn làm trên R là cái bước tiếp theo. Rồi sau đấy thì làm trên Vbox. Nào bây giờ chúng ta cùng cho cái đầu vào. Mọi người có nhìn rõ được cái này hay là phải cho to thêm chút nữa ạ? Vâng, rõ Nhìn rõ rồi được. ạ. Vâng. Thì đấy, như chúng ta vừa nói là cái tổng tổng thể của chúng ta, cái phân phối chuẩn chúng ta cho đầu vào là 5. Trong thực tế thì tất nhiên là không biết, nhưng đây chúng ta muốn làm mô phỏng để xem cái phương pháp chúng ta nó hoạt động như thế nào không ạ. Rồi sigma bằng 2, cho sigma bằng 2. Để thể hiện cái gọi là một chút ưu việt của Bayesian thì chúng ta cho cỡ mẫu nhỏ thôi. Bởi vì với cỡ mẫu nhỏ thì chúng ta mới mới mới, mới xem là ông Bayesian nó có một chút lợi thế so với ông frequentist như như anh Hà vừa nói. Còn nếu như mà 3.000 hay là 300 cái thứ thì cái frequentist hay là Bayesian thì cũng không 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 khác nhau nhiều lắm, nó không có ý nghĩa. Thì theo trường phái gọi là ước lượng hợp lý cực đại, chúng ta dễ dàng biết được rằng nó chính là trung bình mẫu, tức là x ngang đấy, và là 6.5, đúng như cái hình vẽ mà lúc nãy tôi vừa vẽ xong. Đấy là kết thúc cái câu chuyện mà chúng ta dạy cho sinh viên ở trong 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 các trường đại học. Tức là tất nhiên dạy thì chúng ta còn nói về các cái tính chất của ước lượng, như ở đây là nếu mà chỉ thực hành về, bấm máy tính thì là câu chuyện đến đây kết thúc, không còn gì để nói nữa cả. Bây giờ ta sẽ thử cái trường hợp thứ nhất gọi là tiên nghiệm liên hợp. Tức là ta chọn cái tiên nghiệm ở đây chính là tiên nghiệm chuẩn với các tham số là A0, B0 bình, chính là trong cái nền tảng lý thuyết vừa sau. Hy vọng là các quý vị là có thể mở cái slide vừa sau để chúng ta vừa nhìn vào cái công thức trên slide, vừa nhìn vào cái thực hành, chúng ta có thể thực hành luôn hoặc là nhìn vào màn hình mà tôi đang thực hành. Tức là đây, ví dụ tôi không biết là cái đầu vào của chúng tôi là bằng 5 hay là bằng mấy, tôi chỉ bảo rằng là có một ông chuyên gia ông bảo là bằng 4 chấm tại là bằng 4.8, khoảng 4.8, và cái niềm tin của ông là 4.8 dao động khoảng cái cộng trừ bao nhiêu đó. Tất nhiên là đây là cho ở cái mức độ là 10 rho, đây tức là khoảng 10% của
của cái 4.8 này đúng không ạ? Không nhân 0.1, tức là cái G2 chính là cái độ bất định. Cái thông tin tiên nghiệm chúng ta đưa ra đây. Thế thì cái tham số hyperparameter sẽ được tính là A0 bằng G1 và B0 chính là G2 như chúng ta vừa nói rồi. Cái gọi là prior elicitation, trích xuất thông tin tiên nghiệm. Đó. Rồi, các cái tính toán trên thông tin tiên nghiệm là đây. Tính toán trên thông tin hậu nghiệm là đây. Tức là ta vừa thấy nhìn cái công thức của slide nói rằng là cái hằng số tổ hợp lồi chính là B0 bình chia cho B0 bình cộng sigma bình phương trên 2 đây. Đó. Rồi cái A1 chính là cái tổ hợp lồi đó. Và B1 thì chính là sigma nhân với căn bậc 2 của K trên N. Chúng ta vừa có cái công thức ở trên kia. Và vì vậy là ước lượng Bayesian trong trường hợp này, ước lượng theo cái gọi là làm tổn thất, làm cực là tiểu hóa cái hàm tổn thất bậc 2 chính là A1 thôi. Và bây giờ so sánh xem giữa hợp lý cực đại với lại hợp lý cực đại là 6.5, còn Bayesian là khoảng hơn 5 một chút. Như vậy là trong trường hợp này ta thấy là có vẻ như là, tất nhiên đây là do mô phỏng thôi nhé, chứ còn trong thực tế không bao giờ chúng ta biết được cái nào tốt hơn cái nào. Xin hãy lưu ý cái điều đó, chứ không phải là dựa vào đây chúng ta bảo rằng Bayesian là luôn luôn tốt hơn, không phải vậy. Đây là cái minh họa cho cái lúc đầu chúng ta có cái phân phối tiên nghiệm đây, là cái đường màu đỏ đây, tức là có trung bình là A0 và độ lệch chuẩn là B0. Sau đó cái vì nó là tiên nghiệm liên hợp cho nên cái phân phối hậu nghiệm cũng chính là phân phối chuẩn, vì đường cong của nó đường cong màu xanh đây. Các anh chị có nhìn được không ạ? Có nhìn thấy đường cong màu xanh không ạ? Có thấy chị. Rồi. Cái đường cong màu xanh lá cây đây thì là cái gì? Chính là cái đường cong như tôi vừa nói, nó chính là cái đường cong của hàm hợp lý đấy, tức là mi chính là có phân phối chuẩn với trung bình chính là x ngang. Cái x ngang nó là khoảng 7 chấm mấy rồi đây. Mi chính là trung bình x ngang. Đây là 6 chấm mấy x ngang đây là 6.5, xin lỗi. Và vậy nếu như dựa vào phương pháp hợp lý cực đại thì nó chính là cái đỉnh cao. Cái tương ứng với đỉnh cao chỗ này như vậy là phải 6.5. Thế nhưng mà dựa vào Bayesian thì chúng ta hoặc là lấy cái đỉnh cao của cái phân phối chuẩn này, nhưng mà trong trường hợp mà phân phối chuẩn thì cái trung bình hay là mốt thì đều là như nhau cả mà thôi, đều là cả một, tức là 5 chấm mấy mà thôi chứ không có gì khác biệt cả. Đấy, như vậy là đường màu đỏ, tôi nhắc lại, đường màu đỏ chính là thông tin tiên nghiệm, đường màu xanh là lá cây này chính là cái mà chúng ta quan sát được, cái hợp lý đấy, cái mà chúng ta gọi là likelihood đấy. Còn cái đường màu xanh biển, nước biển này chính là cái blue này, xanh da trời này, chính là cái hậu nghiệm của chúng ta tính toán được. Trong trường hợp này nó cả ba cái nó đều là chuẩn cả. Có được không ạ? Còn sẽ đến đây có anh chị em có thực hành được không ạ? Và có gặp khó khăn hay là có câu hỏi hay bình luận gì không? Tôi có thể tiếp tục được với phân phối đều. Tức là bây giờ, đấy như chúng ta vừa nói, nếu giả sử có một cái thông tin cho rằng là cái tham số mu chúng ta nó đâu đó là từ 4.5 đến 5.5. Tôi không biết là nó bằng 5 hay không, tôi chỉ biết nó từ 4.5 đến 5.5. Thế nên lúc đó, dựa vào mấy cái công thức và gọi là để tính normalizing constant, tức là thằng số chuẩn hóa vừa xong, dựa vào cái hàm phi đấy, phi của phân phối chuẩn, thì chúng ta tính toán được cái hàm phân phối hậu nghiệm như thế nào và vẽ được nó ra như thế nào. Đó, như vậy là cái đường cong của nó lúc này nó là đường cong chuẩn nhưng bị chặt cụt, thành ra là nó có cái dạng như thế nào. Xin lỗi, đây là đường cong đều trên cái đoạn từ 4.5
đến 5.5. Còn cái đường cong hậu nghiệm nó là phân phối chuẩn như bị chặt cụt từ 4.5 đến 5.5 này mà thôi. Vì vậy trong trường hợp này là chúng ta đi tìm cực đại hóa cái hàm đường màu, cái đường màu xanh da trời này. À, xin lỗi, đường màu xanh lá cây này này. Ở trên cái đoạn từ 4.5 đến 6.5 thôi. Vì rõ ràng như vậy ta thấy chính là nó đạt được là chỗ 5.5 này, đúng không ạ? Cái đường cong này trên cái đoạn từ 4.5 đến 5.5 nó đạt được như vậy chính là lấy là cái biên bên tay phải. À, bên tay trái và bên tay phải. Vì vậy nó chính là maximum posterior thì chính là B mà thôi. Chính là B. Và so sánh ba cái ước lượng với các tiền nhiệm khác nhau như vậy là thấy là MLE thì là 6.5. Còn trong trường hợp mà tiền nhiệm liên hợp thì là 5.05, còn tiền nhiệm chuẩn xin lỗi tiền nhiệm đều thì là 5.5. Đó. Đến đây có ai có câu hỏi nào thì xin mọi người cứ hỏi luôn ạ. Nếu không thì chúng ta sẽ khó theo dõi hơn. Mọi người có thực hành kịp không ạ? Hay là muốn chỉ một diễn giả thực hành rồi mọi người thực hành sau? Hello, anh Long còn nghe em nói không? Đây, các thầy cô như nào? Nếu ai có đề xuất hay là muốn quay lại cái slide, muốn giải thích hay cái gì đó thì xin mọi người cứ đề xuất để chúng ta hiểu rõ hơn. Còn bây giờ, đấy là dựa vào conjugate, rồi dựa vào uniform, các thứ là chúng ta trong cái bài toán đơn giản là cho mu thì chúng ta vẫn còn may mắn là đưa ra được vài công thức tính toán như thế. Và nhờ cái phần mềm R để tính toán. Còn giả sử trong trường hợp chúng ta không thể tính toán đơn giản như vậy thì chúng ta phải dựa vào Monte Carlo, Markov chain Monte Carlo mà thôi. Đây thì tôi sẽ xây dựng cái code cho cái thuật toán random walk metropolis Hastig. Tôi làm cho cả hai phân phối conjugate prior để kiểm tra lại xem là đối với mình vừa tìm được theo công thức đẹp của toán học conjugate prior giá ước lượng. Bây giờ mình thử chạy bằng Monte Carlo Markov chain xem thế nào, nó có ra được gần giống như thế không. Thì đây chính là cái code. Chúng ta sẽ sinh ra 20.000 cái giá trị của sig với cái hàm nhân, chính là chúng ta vừa viết ở trong cái công thức của slide đây. Hàm nhân của chúng ta tức là ta kết hợp cái phân phối chuẩn đối với lại mu vào cái hàm hợp lý ban đầu. Đó. V chữ D X xì Nga tất cả bình. Đấy chính là cái hàm nhân của chúng ta. Tất nhiên là cái hàm nhân này chính là có dạng phân phối chuẩn đấy. Nhưng mà đối với lại Monte Carlo thì người ta không quan tâm đến đấy là phân phối gì. Không quan tâm. Thế thì sau đó thì ban đầu chúng ta tạo ra giá trị ban đầu đây. Tức là như cái thuật toán random walk metropolis Hastig, tức là chọn một cái giá trị ban đầu cho sig. Giá trị khởi đạo của sig chính là mu không đó. Ở đây trong tất nhiên chúng ta có thể chọn cố định một cái giá trị bằng 3, bằng 4, bằng 5 nếu chúng ta tin rằng nó xuất phát từ đó. Còn đây trong trường hợp này chúng ta thử chọn ngẫu nhiên. Vì với cái bài toán này nó khá ổn định, thành ra là ta chọn cái điểm ban đầu nó không quan trọng lắm. Nhưng trong nhiều bài toán thì cái việc chọn điểm ban đầu này rất quan trọng. Nó để làm cho cái thuật toán nó hội tụ. Trong trường hợp này chúng ta cứ chọn error norm, tức là chọn ngẫu nhiên một cái giá trị của phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phương xa là 1, tức là có thể bằng 1, có thể là 0, có thể là -1, có thể bất kỳ. Ví dụ trong trường hợp này đây, ta thấy mu không ở đây nó bằng mấy? Mu không là -1.53 đây. Thế thì xì 1 là bắt đầu từ cái -1.53. Sau đó ta thực hiện cái vòng lặp, tức là sau mỗi một lần chúng ta sẽ sinh ra một cái random walk e, sau đó ta cộng vào cái đề xuất y, sau đó ta xem có chấp nhận cái y vào trong cái sig đó hay không.
Đó. Đây là những cái tính toán để cái xác suất chấp nhận cái đề xuất đó, và chúng ta plot nó ra. À, có vẻ trong trường hợp này ta chưa lấy cái sigma mà mới. Xin lỗi, ta chưa lấy sigma. Sigma đấy. Chúng ta làm lại một chút. Đây, thì chúng ta được. Đấy, ban đầu, điểm ban đầu của nó là bất kỳ ở dưới chỗ này đây. Cụ thể đây trong trường hợp này ban đầu là mu không x 1 của chúng ta đấy là trừ 0.9 đâu. Nhưng sau đấy chỉ sau một vài bước là xích nó ổn định, tức là nó tuân theo cái phân phối dừng Px của chúng ta đang mong muốn tính. Thế thì khi có được cái xích đó trong tay rồi thì chúng ta có thể dễ dàng tính được các cái đặc trưng của nó. Chúng ta có thể vẽ đồ thị rồi là tính cái đặc trưng của nó, chính là lấy trung bình của cái xích đó. Thì nhờ cái tính chất ergodic thì trung bình theo thời gian, tức là theo các bước 1 2 3 4 5 6 theo thời gian, thì cũng là trung bình theo không gian, tức là lấy theo cái không gian xác suất của chúng ta. Và vì vậy cái ước lượng trong trường hợp này 5.05 nó rất phù hợp với lại cái ước lượng hợp lý cực đại lúc trước. À, xin lỗi, ước lượng Bayesian với cái đây lúc trước của chúng ta đây. Một cái là 5.05 chính là cái MSE, chính là cái conjugate prior đấy, và cả cái thằng MCMC chúng ta nọ ra đúng là 5.05, rất gần nhau, gần như là trùng. Bởi vì đối với lại cái phân phối này thì mọi chuyện nó khá ổn định, cái xích của nó rất là đẹp. Chúng ta nhìn lại cái xích của nó. Và cái Winbox thực ra nó đưa ra tất cả những cái điều này. Chúng ta sẽ chạy Winbox, chúng ta thấy rằng Winbox nó làm cho chúng ta tất cả những thứ này, chúng ta không phải lập trình gì hết, còn đây là tôi tự lập trình ra. Bây giờ ta xét cái uniform, và cũng làm cái motor các lô cho cái uniform như vậy, để không phải để dựa vào mấy cái hàng số chuẩn hóa các thứ gì nữa cả. Nó coi như nó không quan tâm đến hàng số chuẩn hóa, cái hàm kernel, hàm nhân lúc này nó là như thế nào. Tức là chỉ ở trong cái đoạn từ A đến B thì nó mới bằng cái hàm nhân này thôi. Còn ngoài thì còn không. Đấy là chúng ta cũng làm thuật toán Metropolis Hastings Random Walk như vậy. Vẫn ra một cái xích nó khá ổn định như thế này. Đó. 5.1. Chúng ta có thể thay đổi cái sigma, tức là cho cái random walk nó du động mạnh hay là du động nhỏ thôi, thì chúng ta có thể viết dưới dạng một cái hàm của sigma để xem với sigma như thế nào thì nó ra kết quả như thế nào. Đó, sigma 0.9 cũng được, chúng ta có thể thay đổi sigma này đi, 0.1 thì sao, vẫn hiệu quả. Nhưng mà nếu mà cho 10 chẳng hạn thì chắc là không hiệu quả, tức là ta đi bước bước quá dài thì nó không đạt hiệu quả nữa. À, trong những trường hợp mà đối với mi này phân phối nó khá ổn định, thành ra là không chưa ảnh hưởng nhiều lắm. Từ 100 xem thế nào, nó còn rất đẹp, nhưng mà lát vào cái bài toán ước lượng cho những cái khác thì cái việc chọn này nó rất là phức tạp, ta phải thử sai cũng không có cái cách gì được. Đây, như vậy là trong trường hợp 1.000 thì nó ra 4.7, 4.8, nó không còn đẹp như đó, 4.6. Như vậy ta thấy là cái bước random walk là chúng ta phải hết sức cẩn thận tùy vào bài toán. Đến đây có ai có câu hỏi hay bình luận gì không ạ? Cái số mức nặng thì thường là để hẳn tầm 20.000 anh Cường, hay là nó có không? 20.000 chỉ là một cái anh cho vào thôi, như chứ còn mình có thể cho 10.000 cũng được. Rồi trong những cái bài toán nhỏ như này thì 5.000, 10.000, 1.000 thậm chí cũng là tốt, không nhất thiết phải 20.000. 20.000 để mình bắt máy tính nó tính cho nó yên tâm thôi. Nó không có cái không có một cái benchmark nào về cái chuyện đấy cả.
như chị Bình đã từng có lần hỏi về cái benchmark thì thực sự là không có. Ok, nếu mọi người không có câu hỏi gì thì chúng ta sang cái Winbox thì có vẻ sẽ thích hợp cho nhiều người mà đến từ các cái nền tảng khác nhau. Bởi vì cái QR code này không phải dễ cho những người mà không chuyên về toán. Bây giờ chúng ta chuyển sang Winbox đi. Không biết các thầy cô đã, các anh chị đã cài đặt chưa? Đây, cái giao diện của Winbox thì là như này. Không biết là các thầy cô có mở lên. Là mình à, Cường ơi. Mình à, giải lao một tí, cũng hơn một tiếng rồi. Trong thời gian đấy thì các thầy cô mà chưa cài đặt thì các thầy cô cài đặt. Mình lại tiếp tục. Vâng. Bây giờ là 3:10 thì mình à, để đến 3:20. Cường ơi. Thực ra nó đều chạy đến cái của chị là chị chạy trên cái nền tảng A, nhưng mà thực ra nó gọi đến. Chị chạy trên A Studio đấy em. Vâng, nhưng mà nó gọi đến, nó vẫn gọi đến cái Winbox đấy. Ờ, nó gọi xong rồi mình install tên của nó, cái package là R2 Winbox. Ừ. Em có biết nhưng mà em chạy thì em cài thử nó lại cứ bị hỏng. Ừ. Trước em cũng gửi cho em cái đường link đấy mà. Ừ, anh có biết nhưng anh chưa được. Có thể nó cũng tùy vào máy nữa, đôi khi A nó cũng tùy vào máy, nó tích hợp cái version nó. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ chắc là đến màn chụp ảnh nhỉ. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái thực hành ở trên cái phần mềm Winbox. Thì cái phần mềm Winbox nó thuộc một cái dự án có tên là Box. Box viết tắt của cái từ là The Box Project Bayesian Inference Using Deep Sampling. Thì do cái phòng thống kê sinh học của Hội đồng Nghiên cứu Y học Anh phát triển từ năm 1989. Thì ngoài ra người ta còn phát triển một vài cái phần mềm tương ứng khác như là OpenBox rồi, hay là ban đầu là Box, sau đó thì WinBox rồi OpenBox các thứ. Nhưng mà nó tương đương nhau mà thôi. Thành ra là chúng ta ở đây chúng ta sẽ học cách sử dụng cái phần mềm WinBox. Thì nhân cái việc mà mình giới thiệu, mình cùng nhau tìm hiểu về cái phần mềm WinBox thì tôi lại nảy ra cái ý tưởng, tức là tại sao mình không tự làm được một cái phần mềm như thế, bởi vì mình hoàn toàn lập trình được trên R. Thì rõ ràng bây giờ mình cần một cái platform cho nó nữa, thì là mình cũng tạo ra được một cái phần mềm của riêng mình để phục vụ cho cộng đồng trong nước. Cho nên anh Long có thể nghiên cứu xem và đề xuất, em không biết là ý tưởng nó có thực hiện được không, nhưng mà ví dụ Vism có thể bảo trợ cho việc xây dựng một cái phần mềm kiểu như vậy. Những nền tảng toán học mình có rồi, nền tảng lập trình mình cũng có rồi, bây giờ chỉ cần một cái platform nào đó thôi. Cái này cũng có thể thực hiện được, mình có nhiều đề tài, nhiều hướng. Thì bây giờ mình sẽ thực hành ở trên cái Winbox là như sau. Thì cái Winbox nó cũng có một cái ban đầu các anh chị và các bạn có thể mở cái file mà tôi đã gửi lên cho, còn nếu không thì chúng ta có thể tạo ra một cái file mới, cũng giống như mình viết một cái đoạn code từ trước, sau đó mình mới chặn lần lượt. Thì ở đây trong trường hợp này tôi đã viết sẵn rồi. Thì các cái bước làm sẽ là như sau. Đầu tiên là mình phải viết cái model của nó, tức là cái mô hình xác suất mà chúng ta đang nghiên cứu là cái gì. Ví dụ trong trường hợp này là chúng ta có mô hình là các cái XCI này tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là mu. À, và trong trường hợp này thì cái phần mềm Winbox nó lại không dùng cái phương sai là sigma bình, mà nó dùng cái tham số hóa khác đi một chút, tức là nó đặt tô là bằng 1 trên sigma bình, và sigma bình thì là phương sai, vì vậy là cái tô của 1 trên sigma bình nó gọi là cái precision, tức là cái độ chính xác, tức là phương sai càng lớn thì càng thiếu chính xác, và về nghịch đảo của nó thì nhỏ đúng không? Và ngược lại phương sai càng nhỏ càng chính xác, tức là tô nó sẽ lớn lên. Đấy, ý nghĩa của cái tham số mu và tô là như vậy.
Thì với mỗi một quan sát XCI của chúng ta là đều tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là mu và tô. Trong trường hợp này là chúng ta xét tô đã biết và đặt tô là bằng 1.1/4. Lúc ấy mô phỏng trên R thì chúng ta sigma bằng 2, mà sigma bằng 2 thì sigma bình bằng 4 và 1/4 của tô. Trong trường hợp này tô đã biết. Cho nên từ 1 đến N là chúng ta cho các cái quan sát X1, X2, XN đều tuân theo các phân phối chuẩn. Và bây giờ chúng ta đặt vào nó một cái prior distribution, tức là phân phối tiền nhiệm, tức là ta cho cái mu là tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là A0. Và lúc đấy ta viết trên code R thì là B0 bình, nhưng bây giờ ta ký hiệu nó là tô 0. Đó. Tô 0 chính là 1 trên B0 bình đấy. Thế là vừa nói xong. Thì đấy là cái bước thứ nhất là xác định mô hình này. Bước thứ hai là đặt vào phân phối một cái phân phối tiên nghiệm nào đó. Trong trường hợp này là phân phối chuẩn, và chúng ta biết nó chính là conjugate prior, tức là phân phối liên hợp. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta có thể cung cấp cái gọi là giá trị khởi tạo, giá trị ban đầu, tức là cái mu không cho cái random walk, cái Markov chain Monte Carlo của chúng ta, tức là ta khởi đầu từ 4 chẳng hạn. Còn tất nhiên chúng ta có thể khởi đầu từ bất kỳ, hoặc là cho máy tính nó tự sinh ra ngẫu nhiên được, nhưng mà đây ta tạm thời là viết thêm vào đây là cho khởi đầu bằng 4 hoặc khởi đầu bằng 1, khởi đầu bằng mấy đều được cả, không nhất thiết là chúng ta có thể tùy chọn. Rồi là cái dữ liệu chúng ta đưa vào, thì trong trường hợp như chúng ta vừa làm mô phỏng, dữ liệu đưa vào là chỉ có 3 quan sát thôi, 7.53, 4.35 và 7.66. Chúng ta thử xem là cái kết quả của Winback sẽ đưa ra có giống như cái kết quả của chúng ta làm trên R hay không. Và N đây chỉ có bằng 3 thôi. Đấy là cái mô hình chúng ta, các cái bước xác định mô hình, rồi là đưa dữ liệu, đưa phân phối tiên nghiệm vào, đưa điểm xuất phát của sigma cốp vào, rồi đưa cái dữ liệu vào. Và bây giờ các bước làm là như sau. Chúng ta có ba cái menu để cái này nó khá là, cái phần mềm Winback nó có một cái nhược điểm, tức là nó không thân thiện cho người dùng lắm, thành ra là chúng ta phải vất vả một chút. Tức là bước đầu tiên mình thực hành từ đầu để cho mọi người cùng theo dõi. Tức là bước đầu tiên tức là specification, tức là xác định mô hình. Thì nó ra một cái menu là specification tool, tức là công cụ để xác định mô hình. Thì chúng ta nhìn thấy nó có cái check model, tức là việc đầu tiên là mình check xem cái model của mình nó viết có đúng cái syntax, cái cú pháp hay không. Bởi vì chúng ta biết là RA hay là bất kỳ cái phần mềm nào nó đều có một cái syntax riêng, chúng ta phải viết đúng cái phong cách của họ thì máy nó mới chấp nhận. Thế thì chúng ta click vào cái chữ model này. Chữ model này là chính là cái keyword, cái từ khóa. Sau đó chúng ta bấm vào cái check model. Thì đây là cái thông báo, bởi vì trước đó tôi đã chạy một cái model khác, cho nên nó sẽ báo là the new model will replace the old one. Tức là cái mô hình mới sẽ thay thế. Tức là mỗi một lần chạy nó sẽ ra một mô hình, nó sẽ cập nhật cái mô hình mới. Nó xóa cái cũ đi. Còn nếu lần đầu tiên thì nó không có cái thông báo này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái phía dưới cái bên trái cùng phía dưới nó báo là model is syntactically correct, tức là cái model của chúng ta, cái mô hình chúng ta là viết đúng cú pháp rồi. Đấy, còn nếu nó có một cái gì đó nó sẽ báo lỗi và nó có tiếng beep. Chẳng hạn ta viết cái chữ này nó sai đi một tí chẳng hạn, không phải chữ N nữa, thiếu cái chữ này chẳng hạn. Cái denom này nó khá giống ở trên R, chỉ khác biệt là trong R thì nó dùng là SD, tức là dùng độ lệch chuẩn, còn đây nó dùng tô. Thế nếu ta viết như này thì ta check lại xem, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Đó, nó bảo unknown type probability density, tức là nó không biết cái hàm mật độ này là cái gì. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi viết để sao cho cái model chúng ta nó đúng. Mọi người có nhìn rõ được những cái thông báo không ạ? Anh Long có nhìn được không, anh Long ạ? Chưa nhìn được thông báo. Nếu mà mình chạy ở trên A luôn thì nó như thế nào nhỉ? Nó sẽ thế nào nhỉ? Mình mở... Chị Nga ở đây em chạy trực tiếp ở trên cái Winback, chứ còn chạy trên A thì lát có lẽ phải nhờ chị Bình
chạy thử. Chị vừa cài thử, chị thấy nó hiện cả Coda với bút gì đấy. Sao lại Coda? Chị hiện tại vẫn chạy ở trên Winbox giống em, bởi vì là cái file mà em làm ấy thì nó chỉ mở được ở trên Winbox thôi, chứ nó không mở được ở trên A. À, tức là hình như mình phải chuyển đổi cái định dạng của nó đi, đúng rồi. Em đúng rồi, chị chưa biết cái chuyển đổi nó như thế nào, cho nên là chị vẫn chạy ở trên A. À, chị vẫn chạy ở trên cái Winbox của em, nhưng mà thực ra click vào trong model specification rồi check model thì nó ra được cái mà Cường nói thôi. Vâng, đấy, nhưng mà nó báo cái dòng nó khá nhỏ, nó chữ model. Đó là model, nó là at the end của cái đấy là model is syntactically correct. Đấy, thì là cái đấy là cái thông báo quan trọng. Còn nếu không nó báo lỗi, nó sẽ báo lỗi. Thì mình vừa xóa một cái chữ này đi chẳng hạn, nó báo lỗi. Đấy là cái bước đầu tiên là check model là rất quan trọng. Bước tiếp theo đó là load data, tức là từ mô hình rồi thì phải có dữ liệu. Bước tiếp theo bắt buộc phải không được đảo ngược các cái bước. Mặc dù mình viết theo thứ tự này nhưng mà mình lại phải khi mà làm thì lại phải theo các cái đúng bước của nó, tức là load data. Load data thì mình cái từ khóa của nó là cái keyword nó là list. Thế thì mình click vào bôi đen cái từ khóa, sau đó mình click vào cái load data thì nó báo là data loaded. Đó. Còn nếu mà thiếu cái n thì chẳng hạn nó sẽ báo là thiếu dữ liệu. Chẳng hạn mình xóa cái này đi thì nó sẽ báo ngay là thiếu dữ liệu. Đấy, nó nói data value. Mình phải ấy lại cái check model có một lần, nếu mình check lại, sau đó nếu mà mình như thế này thì nó lập tức nó báo lỗi. Để nó báo trong trường hợp này không báo lỗi. Hiện tại chưa báo lỗi, nhưng mà khi mình compile thì nó sẽ báo lỗi. Đó, compile nó không ra cái gì cả. Đó, cho nên nó phải viết đúng cái data. Em thấy nãy em có nhìn thấy báo lỗi, nó báo lỗi ở cái vị trí cái góc dưới này. À, cái dòng bên dưới cùng để cho mà em đánh dấu ấy. Báo bé xíu như này. Đấy, tức là load data này. Thì nó phải là báo là data loaded thì là chuẩn. Mình ấy lại. Mỗi lần cái này nó có cái dở là mỗi một lần lại phải chạy lại mô hình. Nó không như A thì đấy, data loaded là xong này. Bước tiếp theo là compile, tức là mình tích hợp cái dữ liệu vào trong mô hình. Đấy, compile. Bước tiếp theo nữa là có thể là tự generate cái initial value. Tức là mình cho máy tính nó tự sinh ra, hoặc là mình đã cho nó một cái, nếu như trong nhiều trường hợp nó không hội tụ thì mình buộc phải đặt ra một cái initial value. Thì mình ra click vào cái load initial. Đó. Thì nó báo là model is initialized. Đó. Vậy là xong cái bước, những cái bước ở cái gọi là specification tool rồi. Check model này, sau đó load data, compile, sau đó hoặc là load initial value hoặc là generate nó ra. Bước tiếp theo là mình sẽ vào cái inference menu. Và chọn cái samples. Đó, cái menu thứ hai mà mình cần làm đó chính là sample monitor tool. Thì mình sẽ các cái nốt ở đây chính là các cái sigma code của chúng ta. Có bao nhiêu cái tham số cần ước lượng thì chúng ta sẽ đưa nó vào. Ví dụ có trong trường hợp này có nguy, mình phải đánh đúng cái tên của nó. Mình đánh chữ nguy, sau đó mình set, tức là mình đưa vào một cái nốt, một cái sig. Đó, còn nếu như có thêm tô thì mình đánh thêm tô vào, như đây trong trường hợp này tô đã biết cho nên mình không đặt cái vấn đề tìm tô ở đây. Sau đó mình bước tiếp theo là mình quay lại cái model này, mình vào cái update. Lúc này nó mới hiện cái update, lúc đầu nó không có cái update, nó sẽ lúc đầu nó bị ẩn đi, nhưng bây giờ sau khi mình đã làm được hai bước vừa xong thì bây giờ sẽ vào cái bước update, tức là bắt đầu cho máy tính nó sinh ra cái sigma code dựa vào cái thuật toán git sampling. Thì mình có thể ở đây bao giờ mặc định của nó 1.000, nhưng mình có thể cho 10.000, cho 20.000, cho bao nhiêu đó. Rồi cái refresh này thì là chính là cái burn in á, cái burn in tức là mình bỏ đi những cái đầu tiên chẳng hạn, khi không đưa vào tính toán, đưa bỏ đi 1.000. Thế thì mình sẽ click vào cái update. Đó, thì nó sẽ chặn iteration 10.000.
Rồi bây giờ mình quay lại cái sample monitor 2. Thì mình thấy xuất hiện cái lúc trước mình cái nốt mình đưa vào chính là cái mi. Và lúc này là kết quả mình có thể nhìn được. Lúc này nó sẽ có các kết quả. Sau khi update tức là mình sinh ra sigma cốp. Một cái các lô dựa vào cái thuật toán heap sampling xong rồi. Bây giờ câu chuyện chỉ là tính toán thôi, statistic của nó này. Thì cái nốt của chúng ta là mi, chúng ta nhìn thấy cái nốt mi sẽ có trung bình là 5.05. Chuyện lúc trước chúng ta đã tính 5.05 mà dựa trên cái A code chúng ta là 5.05. Sorry. Stack 5.05. Rồi standard deviation, markup chain error. Những cái này chúng ta hoàn toàn tính được trong cái của chúng ta. Và tiếp theo có thể xem cái sigma cốp đó nó như nào thì chúng ta vào cái cái history. Thì chúng ta nhìn thấy nó giống cái sigma cốp chúng ta vừa tạo. Rất là ổn định. Rất là ổn định. Rồi chúng ta có thể vào trace thì nó chỉ cắt cái đoạn cuối thôi. Còn đây nó cho cả 10.000 cái time series cái gọi là history đấy thì nó đưa ra toàn bộ cái hình ảnh của cái sig 10.000 cái giá trị sig. Còn cái trace này thì nó chỉ xem cái đoạn cuối xem cái sự hội tụ của nó thế nào. Đó, từ 9.008 cho đến 10.000. 200 cái cuối. Ngoài ra chúng ta có thể xem cái density tức là cái đường cong mật độ hậu nghiệm đây chính là gần giống dạng chuẩn như chúng ta vừa nói. Về mặt conjugate mà nói thì nó đúng là chuẩn nhưng mà Monte Carlo thì nó sấp xỉ chuẩn như này. Sample của nó như vậy. Đó. Như vậy là dựa vào cái phần mềm WinBox chúng ta cũng đưa ra được những cái điều mà chúng ta đã vừa kiểm tra thấy là đúng. Mọi người chạy có được không ạ? Có gặp lỗi hay gì không ạ? Vương có thấy lỗi gì không? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Mình thử tiếp cái uniform prior nhé. Thì mình lại để sẵn ba cái menu kia bắt đầu bao giờ cũng là model specification. Tức là check model trước. Sau đó mình cũng nhập. Cái model mới của chúng ta sẽ là gì? Về cái mô hình xác suất thì vẫn giống như vậy. Tuy nhiên cái tiên nghiệm của chúng ta thì bây giờ sẽ là tiên nghiệm theo phân phối. Đều, uniform. Cái cú pháp của nó là D unit trong khoảng từ A đến B. Ở đây là mình chứa cho A bằng 4.5 và B 5.5. Còn tất nhiên mình có thể cho bất kỳ. Mình có thể dựa vào cái niềm tin của chúng ta thôi. Giờ cái khởi đầu thì nhớ là cái khởi đầu thì phải nằm ở trong cái khoảng của chúng ta tin. Chứ khởi đầu mà ngoài thì nó sẽ báo lỗi. Và cái dữ liệu thì không có gì khác cả. Cái mô hình là như vậy. Bây giờ chúng ta thử chạy. Sau khi check model, rồi là chúng ta compile, rồi chúng ta load cái initial value, rồi sau đó chúng ta chuyển sang cái sample monitor 2 để mình add cái node vào, bởi vì bây giờ nó sẽ không có cái node nào, chưa có cái node nào cả. Sau khi chạy mới thì nó biến mất cái mi lúc trước rồi, bây giờ mình nhập nó vào, lại set một lần nữa. Sau đó mình quay sang update, tức là bắt đầu mô phỏng, bắt đầu sinh, sampling. Nó chạy một lúc rồi lên 10.000. Nó chạy rất nhanh. Sau đó thì mình quay lại. Hoặc là mình click vào nó sẽ hiển cái mu trước, hoặc là mình tự đánh ra. Và bây giờ nhìn vào cái stat của nó. Statistic của nó là 5.09. Nó không khác nhau nhiều lắm. Lúc trước là 5.05, bây giờ là 5.09. Cái history, cái sig của nó đây. Rất là ổn định. Trace đây. Trace thì trông nó không được đẹp như cái history. Còn cái density đây.
thì lúc này nó là phân phối chuẩn bị chặt cột trận đấu xem nó có dạng như thế nào, chặt cột từ 4.5 đến 5.5. Có được không ạ? Có ai có bình luận hay câu hỏi hay gặp khó khăn gì không ạ? Nếu không thì chúng ta tiếp tục với cái bài toán khác. Hello ạ. Các thầy cô có câu hỏi không? Cần tiếp tục. Chị Bình, chị Nga chạy có ra kết quả giống không ạ? Chị đang loay hoay vì là chị cũng ra nhưng mà nó lại không, chị không biết cái dynamic trace nó ở đâu, nó không ra cái chỗ đấy, nó chỉ ra được mỗi kết quả nguy thôi. Đây tức là trong cái sample monitor tool chị thấy có cái trace. Chị nhìn thấy cái trace đây không ạ? Cái này nó trong menu bé này, em không thể phóng to ra được. Ok rồi, chị nhìn thấy rồi. Đấy, tức là một loạt các statistic này, rồi là density, rồi là history. Rất nhiều cái chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu. Chị Bình ơi, thế đây là cài trên Win hả chị? Win. Không, nhưng mà nó cũng có trên, nó cũng có cái phần cho Mac đấy. Em thấy có và download chưa? Em cài mỗi trên A Studio xong em hớn hở em để thế. Giờ biết làm nào chạy được. Không, chị cài cái này nhanh lắm mà. Nó thực ra nó là một cái chính xác, nó là một cái program, cái chương trình thôi, chứ nó không hẳn với tư cách của một phần mềm đúng nghĩa, bởi vì nó rất đơn giản. Mình bật nó lên chứ nó không phải là cài đặt đâu. Em thấy nó thế. Nó như kiểu portable ấy. Vâng. Mình giao nó về là mình mở nó lên thôi, nó rất là portable, không phải cài đặt. Nó gần giống như cái Unikey đấy, tức là bật lên trực tiếp thôi, không phải cài setup gì. Mọi người phải thực hành thì nó mới nhớ được các cú pháp, các cái bước. Nếu mà không thực hành thì nó sẽ quên nhanh. Nhưng mà hy vọng là mọi người về nhà sẽ thực hành được. Để thấy rồi. Như vậy là qua cái ví dụ về cái thực hành trên Winbox thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn chúng ta có thể tạo ra được cái program tương tự kiểu như này để giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên hy vọng là cái ý tưởng đó sẽ được xem xét nhờ nhóm thống kê ứng dụng đề xuất. Hello. Vâng. Dạ, anh thầy cho em hỏi một cái, trong này mình có tạo ra một cái thuật toán xong cái mình tạo ra, mình chạy một lượt nhiều cái sheet với cái giá trị đầu khác nhau để mình check sự hội tụ không thưa thầy? Ý em là chạy một lượt để với cùng một cái dataset luôn, với cùng một cái dataset là ở đây là data lead n bằng 3 đó của thầy đó, nhưng mà em chạy một lượt với cái initial value đó là chẳng hạn như mu bằng 1, mu bằng 2, mu bằng 3 để em xem ba cái chain tạo ra nó có cùng cái cấu trúc không đó thầy? À thì nó không đồng thời làm như thế được, thì ở đây có một cách khác. Đây ví dụ mình chạy lại cái model nhé, thì cái load data này vẫn là load data nhé, compile có bao lỗi gì đây, check model lại này, sau đó load data này, sau đó compile. Thì có một cách khác như bạn nói đấy, bạn chạy nhiều lần cái gọi là generate initial, tức là không cần phải thử mu bằng 1, mu bằng 2, mu bằng 3, mình tự cho máy tính nó sinh giống như cái code error lúc trước mình làm, nó sinh ra ngẫu nhiên, ví dụ từ phân phối chuẩn. Đây thì bạn làm này đó,
thì bạn cứ chạy nhiều lần, chứ còn ở đây cái này nó có một cái nhược điểm giống như như bạn mong muốn là không thực hiện được, tức là mình không thể đồng thời cùng một lúc xem được như thế, mình chỉ mỗi cách là chạy đi chạy lại thôi. Đây mình chạy một thêm một lần nữa, thì tất nhiên đối với bài toán đơn giản về view này thì mọi thứ nó khá ổn định, thành ra là không đáng lo về cái chuyện hội tụ lắm, hầu như là luôn luôn hội tụ. Đây là nhìn thấy cái xích lúc nào nó rất là đẹp như thế này, lúc nào nó rất là đẹp như thế. Thì lúc nào nó cũng giống như vậy. Rồi start lúc nào cũng rất gần giống 5.054 như chẳng khác gì cả. Đấy là tự generate cái initial value đấy. Còn có đồng ý không ạ? À, với em hỏi một cái nữa là trong cái này mình có tính cái chỉ số mà R mũ của Geoman Gubin test được không vậy thầy? Không, cái này nó chỉ có làm mỗi cái VIP sampling thôi, nó chỉ giúp bạn tính được cái thống kê của phân phối hậu nghiệm thôi, nó không có những cái thứ khác. Winbox mục đích chính của nó chỉ để dùng cái thuật toán VIP sampling để tính toán giúp bạn phân phối hậu nghiệm. Còn nó có thêm những cái khác thì mình nghĩ là không, nhưng còn tất nhiên bạn có thể tìm hiểu thêm, có thể mình biết hết, nhưng mà mình nghĩ là mục đích chính của họ là như vậy. Thế cũng là tốt lắm rồi. Cái code này nè, cái syntax của nó là nó có hướng dẫn đó. Nhưng mà có cái tài liệu nào mà tức là... À thì mình tại đây vậy thì mình vào cái website của chính cái đây mình có nội, nhưng chưa viết cái website nữa. Nó có tài liệu có gọi là tutorial. Thôi rồi. Quên lại không đưa tên cái website vào đây. Thì trong tài liệu của Nguyễn Văn Tuấn có nói về cái website đó đấy. Đây cái trường University of Cambridge, rồi cái phòng thống kê sinh học đây. Thì trong này nó có giới thiệu cái về gọi là the Bugs Project, tức là cái dự án Bugs, giới thiệu những cái hướng dẫn cụ thể đây. Chị copy vào trong chat cho mọi người rồi đấy. Vâng. Nhưng mà đọc nó cũng khá dài, nó rất nhiều ví dụ, trong đó rất nhiều ví dụ, rất nhiều cái mô hình khác nhau. Thì đến lúc mình sẽ cung cấp cái một số cái tài liệu đó lên trên cái nhóm thống kê ứng dụng để mọi người có thể tải về được, nếu như mọi người ngại không tự tìm. Đó, đây chính là cái website chính của họ. Có mấy cái ví dụ này ngồi mò nó hơi dễ cũng ra. Ừ, mò cái cú pháp của nó cũng được, nhưng mà nói chung là cái cú pháp của nó khá là straightforward, tức là rất giống với lại code A. Có điều là nó mình phải để ý những cái ví dụ như cái đơn giản là denom, tức là cái sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Đây thì chú ý là nó dùng tô chứ nó không dùng sigma bình thường, thế thôi. Những thứ khác nó khá giống, tức là mình làm trên R như nào thì mình sẽ làm ở đây tương tự như vậy. Cái mô hình này là quan trọng nhất. Những thứ khác cho prior vào thì nó khá là giống nhau. À, và thêm một cái nhược điểm nữa là của cái Winbox này mà mình vẫn chưa khắc phục được, chính là cái data nó chỉ cho dưới dạng list như thế này thôi. Tức là trong trường hợp có vài trăm sự quan sát hay một file quan sát thì người ta vẫn thấy cái hướng dẫn của họ vẫn phải liệt kê ra như vậy. Nó có một cách khác nhưng mà nó hình như nó không hiệu quả, tức là không thể load cái data lên được. Đấy là một cái nhược điểm của cái này nữa. Thế bây giờ mình sẽ quay lại cái lý thuyết về thống kê bias nhé. Mình sang bài toán khác nữa một chút cho nó thú vị hơn. Đây, lúc trước mình đã đến xong cái bài toán ước lượng cho kỳ vọng của phân phối chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta làm cái bài toán tiếp theo là bài toán ước lượng cho cái
cái phương sai của phân phối chuẩn khi đã biết nguy, giả sử khi đã biết nguy. Còn lát nữa mình sẽ làm cả bài toán là khi chưa biết cả nguy và cả phương sai thì mình sẽ ước lượng như thế nào. Thì cũng mình cũng lại đi theo các cái bước là liệu có thể tìm được tiên nghiệm liên hợp hay không, rồi là tiên nghiệm đều thì như thế nào, rồi tiên nghiệm chuẩn thì ra làm sao. Thì mình cũng làm như vậy. Thì đây là cái định lý nói rằng là tiên nghiệm liên hợp của cái mô hình theo phân phối chuẩn khi mà Huy đã biết và tôi chưa biết thì chính là phân phối gamma. Và vì vậy hậu nghiệm của nó cũng là gamma với cái cách cập nhật tham số là như theo công thức này và ước lượng BS trong trường hợp này chính là kỳ vọng của phân phối gamma chúng ta biết rồi, nó chính bằng A1 chia cho B1 và chúng ta vẫn có được cái tính chất rất đẹp đó là ước lượng BS vẫn là tổ hợp lồi của ước lượng hợp lý cực đại kỳ vọng tiên nghiệm. Và cái hệ số K này chúng ta thấy là khi N dần ra vô cùng thì nó vẫn tiến tới 1 bất kể cái B0 tiên nghiệm là bao nhiêu. Rồi cái cách trích xuất thông tin tiên nghiệm để làm sao mình tính được cái giá trị cho cái tham số tầng trên A0, B0 thì mình phải dựa vào cái thông tin là trung bình của tô sẽ bằng bao nhiêu, rồi là cái độ bất định về cái thông tin đó là bao nhiêu. Và thế thì từ đó mình sẽ tìm ra được cái tham số A0, B0 là như thế nào. Rồi trong trường hợp tiên nghiệm đều thì thế nào? Ở đây chú ý là chúng ta đang nói về bỏ qua mấy cái bước này làm cho mọi người chưa hiểu. Ở đây chúng ta cũng tham số hóa lại, tức là đặt tô bằng 1 trên sigma bình này để cho cái việc tính toán nó đơn giản. Và tất nhiên là chúng ta vẫn có thể để trực tiếp làm được, nhưng mà chúng ta biết nếu như phân phối cho tô là gamma thì cái phân phối cho sigma bình phương nó chính là phân phối gamma nghịch đảo thôi. Nhưng mà mọi người không quen lắm với phân phối gamma nghịch đảo, thành ra tham số hóa lại nó giống như cái ý tưởng của Winbox vừa sau, để cái việc tính toán nó trong cái biểu thức nó đẹp hơn, thay vì cái dưới mẫu này bây giờ ta đưa nó lên trên như này và đặt một số cái công thức, tức là ở đây là S bình phương thì là x y trừ x ngang tất cả bình, còn bây giờ là V bình thì lại là x y trừ đi nguy đã biết mà tất cả bình. Còn tới là còn thiếu chia cho n nữa. Đây còn thiếu chia cho n, tức là chắc chắn là có chia cho n. Vậy là bình thường mình gọi là cái S bình, tức là phương sai mẫu thì là bằng 1 trên n x y trừ x ngang nhé. Còn bây giờ là khi mà nguy đã biết thì mình lại đặt là V bình 1 trên n x y trừ nguy thì nó thành cái công thức như này. Và ước lượng hợp lý cực đại chúng ta đều biết rồi, nó là V bình phương cho cái sigma bình phương. Còn cho tô thì tất nhiên là 1 trên V bình, vì cái ước lượng hợp lý cực đại nó có tính chất bất biến, tức là nếu ước lượng cho sigma bình là V bình thì ước lượng cho tô chính là 1 trên V bình. Thì tiên nghiệm liên hợp đây nó là phân phối gamma như chúng ta vừa nói xong, trích xuất thông tin tiên nghiệm. Còn bây giờ trường là tiên nghiệm đều thì thế nào, vẫn là cái hàm hợp lý khá đẹp đây. Thì ta nhìn thấy cái phân phối hàm hợp lý này chính là phân phối gamma đấy. Thực ra nó là phân phối gamma. Cho nên trong trường hợp mà ta áp vào cái phân phối đều trên đoạn AB cho cái gọi là độ chính xác tô thì chúng ta được cái gọi là phân phối gamma bị chặt cụt hai phía, phân phối gamma bị chặt cụt hai phía AB. Và cái hệ số K trong trường hợp này cũng tính toán được dựa vào cái hàm gamma trên, tức là thay vì tích phân từ 0 đến dương vô cùng thì chúng ta lấy tích phân từ x đến dương vô cùng của cái hàm gamma. Và rất may là trong A nó có cái công thức của hàm gamma trên, tức là nói cái khác là chúng ta có thể tính được cái hằng số chuẩn hóa normalizing constant K.
cái Winbox nó không cần biết cái K là cái gì cả, nhưng mà đối với người làm toán thì nếu tìm ra được K thì là thú vị hơn, để chúng ta đánh giá được xem là cái hiệu quả tính toán của các cái thuật toán lập nó có đúng như những cái công thức toán học mà mình đề xuất hay không. Thì bây giờ sau khi có được cái nền tảng lý thuyết như vậy rồi, mình quay lại cái A code cho tôi. Thì đây là V. Đây sẽ là tô. Mình cũng làm theo các cái bước như vậy. Tức là về mặt mô phỏng thì không có gì khác cả. Mình vẫn chỉ lấy ba cái quan sát đó thôi. Đây là MLE đây. Cái tô chúng ta biết là 1 trên V bình phương này. Nó là 0.2. Sự thật nó là 0.25 đúng không ạ? Cái giá trị tô thật là 0.25, bởi vì tô thật là bằng tô bằng 1 trên 1 chia cho sigma bình mà. Thì lẽ ra tô sẽ là 0.25. Thế nhưng cái ước lượng của chúng ta trong trường hợp này nó khá đẹp, tức là nó 0.216. Cái lời lý cực đại trong trường hợp này cũng khá đẹp rồi. Bây giờ conjugate prior chúng ta vừa nói nó chính là một phân phối gamma, và cái trích xuất thông tin tiên nghiệm thì theo cái công thức mà chúng ta vừa xây dựng xong, A0 thì tính theo cái tiên nghiệm là trung bình G1 bằng bao nhiêu, rồi cái sai số và cái độ bất định của cái thông tin đó là bằng bao nhiêu, chúng ta tính ra được A0 B0. A0 là 400 và B0 là 800. Nghĩa là cái tham số hyperparameter tầng trên là một cái 400 và cái 800. Không phải ngẫu nhiên chúng ta đặt vào cái gamma, nói là họ gamma, nhưng mà vậy thì với tham số bao nhiêu thì chúng ta phải dựa vào thông tin tiên nghiệm. Rồi tính toán ở trên cái, đối với A thì vì chúng ta có cái công thức hiển thị cho nên chúng ta dễ dàng cập nhật được các cái tham số của posterior distribution, cũng convex combination. Rồi cái Bayesian estimate chúng ta vừa nói xong nó bằng A1 trên B1. Và bây giờ hãy so sánh hai cái Bayesian và cái MLE. Thì ta thấy trong trường hợp này rõ ràng MLE lại tốt hơn cái Bayesian. MLE là 0.21, thực tế là 0.25. Còn Bayesian thì là 0.49, bình thường 0.5. Cho nên như vậy là chúng ta không thể nói được là cái nào tốt hơn cái nào. Nó tùy vào tình huống. Và đây là minh họa là đối với lại mật độ của phân phối tiên nghiệm nó là hàm gamma, phân phối gamma. Tuy nhiên là vì cái shape parameter này, cái A0 với cái B0 nó rất lớn, một cái 400 và cái 800, thành ra là nó rất giống phân phối chuẩn. Thế là biết cái lý giới hạn trung tâm rồi. Phân phối gamma chẳng qua chính là tổng của các phân phối mũ. Cho nên lấy đủ cái số lượng đủ lớn thì cái phân phối tổng nó sẽ có sẽ hội tụ đến phân phối đều, xin lỗi, phân phối chuẩn. Cho nên hình dạng của nó rất giống phân phối chuẩn. Và cái posterior của nó trong trường hợp này nó không thay đổi nhiều lắm, vì cái tham số cập nhật nó không A1 A0 so với A1 sang là bao nhiêu, A0 sang là bao nhiêu, A0 là 400, A1 là bao nhiêu. A1 là A0 cộng với N, mà N bằng có 3, nó không thay đổi nhiều lắm. A1 bằng A0 cộng với N trên 2. Tức là cộng thêm có 1.5 thôi. 1.5 thành ra nó không thay đổi nhiều lắm. B0 cộng với N, V bình trên 2. B0 là 800 cho nên B1 của chúng ta không thay đổi nhiều lắm. Thành ra chúng ta thấy là tiên nghiệm với hậu nghiệm trong điều này không thay đổi nhiều. Cho nên cái thằng MLE nó vẫn là chiếm ưu thế hơn. Chúng ta có thể làm với uniform. Giả sử chúng ta không biết cái tô đấy bằng bao nhiêu. Thực sự đó là 0.25, nhưng chúng ta bảo nó là từ 0.3 đến 0.5 đi. Tức là ta giới hạn cái miền tìm kiếm chúng ta lại. Thì ở đây ta phải cài thêm cái package này để có thể
gọi cái thư viện này ra, XPrint này ra để tính được cái hàm gọi là gamma incomplete. Chúng ta vừa nói là phải tính hàm gamma trên, để tính hàm số k đi mà. Normalizing constant. Và có thể vẽ được cái đồ thị của. Đây là phân phối tiên nghiệm đều trong đoạn từ 0.3 đến 0.5. Hậu nghiệm thì nó là gamma chặt cột. Đây, chặt cột là như nào. Vậy vậy là rõ ràng trong trường hợp này, nếu tìm cực trị của cái hàm hậu nghiệm trên cái đoạn từ 0.3 đến 0.5 thì chúng ta thấy là chỗ 0.3 đúng không ạ? Nếu mà làm em ước lượng MAP tức là maximum mà posteriori thì nó lấy ở chỗ này. Trong trường hợp này nó không lấy chỗ cực đại này ở chỗ này được, mà nó lấy ở chỗ cực đại có ràng buộc ở trên một đoạn nữa ở đây. Và vì vậy ta lấy chính là cái A, cái chỗ cực đại chính là A. Và so sánh ba cái này với nhau, ta thấy là MLE là 0.2, tô MSE tức là theo cái kỳ vọng, nếu lấy kỳ vọng thì là 0.49, và nếu lấy cực đại trên cái đoạn từ 0.3 đến 0.5 thì là 0.3. Như vậy là trong trường hợp này là MLE với lại MAP thì khá tốt, còn cái kỳ vọng thì không tốt bằng. Tất nhiên đối với lại tính toán về độ chính xác rồi phương sai thì với cái chênh lệch không đáng kể như này thì nó vẫn là rất tốt. Chỉ có ước lượng cho trung bình thì nó mới gần nhau, chứ còn ước lượng cho phương sai nói chung là cái khoảng tin cậy chúng ta biết rồi, xây dựng khoảng tin cậy cho phương sai theo trường phái frequentist thì cái khoảng tin cậy của nó rất là rộng, biến thiên mạnh. Ngoài ra chúng ta có thể thử lại cái thuật toán random walk metropolis Hastings để xem là nó có work không, nó có hoạt động không. Chúng ta vẫn đưa vào cái hàm nhân như theo công thức chúng ta vừa có, cũng khởi đầu mình có thể cho khởi đầu 0.5 hay là cho trong cái bài toán tô này thì nếu mà cho khởi đầu là ngẫu nhiên ấy, ví dụ ngẫu nhiên theo gamma, ngẫu nhiên theo beta thì cũng được. Nhưng mà trong trường hợp này mình thử xem là nếu lấy là 0.5 thì thế nào. Vẫn tạo ra các cái bước nhảy ngẫu nhiên rồi xem có chấp nhận cái bước nhảy đó không. Đấy, như vậy là không phải lúc nào nó chặn. Nó sẽ cái vòng lặp này lúc nào có những lúc nó báo lỗi, và vì vậy mình phải thử cái khởi tạo khác đi. Vì chỉ sau một vài bước nữa nhưng nó cái tính toán cái xác suất chấp nhận này nó không còn. Ví dụ đây, tính toán xác suất chấp nhận nó trở thành bằng không hay là vô cùng thì mình sẽ không, thuật toán nó không chạy được tiếp. Ví dụ f ở đây là không xác định này, nên nhìn rõ cái f sang chỗ không xác định. Đấy. Đây này, cái điểm ban đầu là thực ra là rất quan trọng. 0.4 xem nào. Vẫn chưa chạy. Hôm qua mình đã thử là 0.5 là chạy, nhưng hôm nay chắc là do ngẫu nhiên mình sinh ra cái này nó chưa hiệu quả. Vẫn báo lỗi. Báo lỗi đây tức là vì cái xác suất chấp nhận và xích này là nó không còn tính được trong cái bước, nó không biết đi đâu nữa. Đấy, cho nên bây giờ mình phải thay đổi đi một chút. 0.9 xem nào. Hy vọng là cái này nó chạy. Không chạy. Tại cái sigma 1, xin lỗi. Chỗ này là do cái sigma 1 nữa. Chúng ta để cái sigma 1 như lúc trước là 0.9. Hiện tại đang vì cái bài toán trước mình chưa xóa đi. Sigma 1 đang là 1 thì nó quá lớn. Đấy, cho nên khi mà chạy cái thuật toán random walk metropolis Hastings thì cái sigma 1 rất quan trọng, lớn quá hoặc bé quá thì không được. Cho nên chú ý cái chuyện đó. Đây.
bây giờ thì không vấn đề gì nữa rồi. Đấy, bây giờ thì ổn rồi, cái xích chúng ta đó, ổn định ra. Ờ thằng nào chị bảo chả hiểu sao Cường chạy mãi đường mà mình bấm nút cái chạy mầm, hóa ra của mình là 0.1, Cường là 1 đấy đi. Và tại lúc trước em chưa thay đổi đi, và cái tô ra 0.49 rất giống cái conjugate của sau. Đấy, cho nên qua những cái ví dụ này chúng ta thấy là việc chọn cái bước di động ngẫu nhiên với cái phương sai như thế nào là rất quan trọng, và rồi cái điểm khởi động ban đầu rất quan trọng. Dù về nguyên tắc là dưới một số cái điều kiện nhất định thì luôn hội tụ đấy, nhưng mà vì cái tính toán này, cái tính toán xác suất chấp nhận này này, nó còn phụ thuộc vào cái năng lực tính toán của máy tính nữa. Ở đây là chị Nga để ý cái này, em đã phải modify cái hàm nhân đi rồi để tính toán nó đơn giản, chứ nếu mình làm trực tiếp cái hàm nhân tại y một k tại y tại y và chia cho k tại x y thì nó không hoạt động, bởi vì hai số đó đều quá nhỏ, đều 10 mũ trừ 200 bao nhiêu chia cho nhau thì 10 mũ tính ra cái k của cái y nó là 10 mũ trừ 200 bao nhiêu, nó cho không rồi. K của cái x y nó là 10 mũ trừ 200 bao nhiêu, nó ra gần bằng không, cho nên hai thứ không không chia nhau nó ra vô hạn. Thế nhưng mà nếu như mình dùng cái kỹ thuật là lấy loga rồi lại lấy mũ lên thì lại tính được. Nên đây để ý là cái hàm k mình đã modify đi dưới dạng là k thì bằng e mũ loga của k. Bởi vậy là k y trong cái thuật toán Metropolis Hastings Randomwalk, chú ý là lấy k tại y chia cho k tại x y. Thì Nga có để ý chỗ này không ạ? Ừ. Đây là cái tính toán này là không phải tính trực tiếp k tại y chia cho k tại y, bởi vì k tại y nó quá nhỏ. K tại x y nó quá nhỏ. Nếu mình thử k tại y ra mà xem, nó đều cực kỳ bé. Đây mình có thể, nếu ai có thể tính k tại y, nó là trừ 10 mũ trừ 315. Ủa khiếp nhỉ. Rồi k tại x y, 315 k tại x y nó là 10, nó còn là gần như bằng không rồi, bởi vì máy tính nó chỉ tính đó là nó 10 mũ trừ 600 thì nó ra bằng không, vì vậy là không thể lấy k y chưa. Bản chất là f là cái hằng số chấp nhận này này, là min của nó và một, mà tức là mình lấy là cái xác suất đó, xác suất chấp nhận và xích ấy, thì là bằng k y chia cho k x. Nhưng mà hai thằng này quá nhỏ, thằng này chia cho không thì không được rồi. Thế nhưng mà bằng cái phép loga hóa xong lại lấy mũ thì là mình làm được. Đấy, cho nên giữa lý thuyết và thực hành nó có một cái khoảng cách là như vậy, chúng ta phải bắt tay vào làm thật. Rõ ràng về mặt toán thì hai cái đấy nó bằng nhau đúng không? Nhưng mà số này nó nhưng nó tính như là nó lại có sự làm tròn ở cái quá trình kia là nó không tính nổi nữa rồi. Và đến đấy thì ví dụ mũ đến 315 thì vẫn còn tính được, nhưng đến 320 không tính được nữa thì phải chịu thì nó cho là không. Hay đấy nhỉ. Và chúng ta tính ra được, cho sigma khác đi thì lập tức nó sẽ là vấn đề. Ví dụ cho 0.8 chẳng hạn, chắc đã là vấn đề rồi. Đấy, báo lỗ ngay. 0.5 cũng báo lỗ, tức là vì nó 0.1 thì ok, 0.2 đã không ổn rồi. Tức là nó rất nhạy cảm với cái bước đi, tức là đi nhanh quá thì cũng không được, mà bởi vì mình dẫn mãi mình không chấp nhận, tức là mình làm vội, mình thêm vào một cái nhưng mà nó không chấp nhận, thế là như vậy nó cứ dừng tại chỗ thôi, nó cứ dừng tại chỗ, nó không biết đi đâu nữa cả. Còn ngược lại nếu như mà cho nhỏ quá thì nó lại đi lung tung, lại đi lung tung. Nghĩa là tốc độ mà tiến đúng, không có nó nhanh quá hay chậm quá cũng đều không tốt. Đúng rồi. Nó, trong các thuật toán machine learning hình như nó gọi đó là learning rate, có phải không Hà? Em cái này em cũng đúng, có phải là cái learning rate không? Tại vì cái này là cái hàm mũ đó mà chứ nó ảnh hưởng, nếu mà sigma bé quá thì nó sẽ tăng, nó về không nhanh. Đấy. Nhanh rồi.
Ok. Tính toán của máy tính. Mặc dù về nguyên tắc là luôn luôn tồn tại cái giá trị đó, luôn luôn khắc không. K tại bất kỳ luôn luôn khắc không, mà nhưng mà khi tính thì có những lúc nó quá bé nó thành không. Tương tự như vậy mình uniform. Ô, thế mà mình tính 0.8 mà nó vẫn work ấy. À thế ạ. Chị cho cái start. Và chị cho cái starting. Chị nó còn bị ảnh hưởng cái mu ở trên đó chị. Nếu mà tại vì cái tỷ số của nó là x trừ mu bình phương chia sigma bình. Nếu hai cái đó nó tương đối mà nó không nhanh không chậm quá thì mới được. Starting point là thế nào? Chị cho 0 chấm mấy? Từ chờ một chút, cái chị vẫn để cái trên cái code của em thôi, chị không sửa. Starting point là tô bằng 73 là tô bằng 0.5. Thì lúc sau chị cho 0.8 thì nó vẫn được. Vẫn work ạ. À, cho sigma bằng 0.8 thì vẫn được. Vậy có thể là do cái mỗi một máy tính nó sinh ra cái e này khác nhau này. Vì đây, mình trong trường hợp... mình tưởng là đã đặt sheet rồi thì cái nó phải giống nhau. Cái set sheet là để cho cái dữ liệu thôi, còn trong cái bước này mình không được đặt sheet. Tuyệt đối không được. Cái này cái bước này là không được. Bước này mà đặt sheet thì hỏng. Thì như vậy là nó luôn luôn nó giả ngẫu nhiên rồi, nó phải ngẫu nhiên nữa. Nó không đi nó không thành cái sheet mà mình mong muốn, sheet mà có cái tính chất ergodic đến khi phân phối mọi nghiệm. Tuyệt đối chỗ này không đạt được. Thì tính toán nó sẽ bias đi. Ok. Đó. Mình làm cái uniform. Chắc cũng tương tự thôi. Rất là đẹp. Đó, chúng ta thấy là rất là đẹp. Và cái tô trong trường hợp này là 0.39. Uniform thì trở thành 0.39. Ok, 0.39. Chỗ này có bình luận hay câu hỏi gì không ạ? Anh Long ơi, mình có tiếp tục hay là hôm nay mình... Bây giờ mình sẽ sang Winbox một chút nữa rồi mình... Nếu mà có nhiều không cần, không nên để buổi sau. À, nhiều thì rất nhiều vì mới được có hai bài toán. Ừ, thế có khi để buổi sau mọi người cũng cần phải có thời gian để tiêu thụ cái này, hấp thu cái này. Vâng, cho em nốt cái Winbox. Khó. Em nốt cái Winbox. Vào sang tháng 4. Em nốt cái Winbox này. Đây, cái model trên Winbox thì mình viết giống như trên R đây. Model mình viết đây. Tức là vẫn sinh ra, trong trường hợp này thì Mui lại biết. Lúc trước là Tô biết, bây giờ là Mui biết. Rồi cái prior chúng ta là Gamma. Thì cú pháp nó thế này. Cái chiết xuất tiên nghiệm thì phải dựa vào cái tính toán trên A lúc trước là 400 hay 800, ở đây nó không hỗ trợ những cái tính toán đó, thì ra cái này mình tính trên A, cái tính bằng tay ở ngoài để mà đưa vào. Cho nên check model. Sau đó mình cũng đưa dữ liệu vào node data. Sau đó mình cũng hoặc là tự generate compile trước rồi bắt đầu, hoặc là tự generate initial, hoặc là load nó ra. Sau đó thì mình cũng sang cái sample monitor tool này, mình set, mình add hay là set cái tô để vào. Rồi bắt đầu mình quay lại cái update tool này, mình update cho cái sig nó chạy, thuật toán nó chạy xong là sinh ra cái sig như thế nào. Rồi sau đó mình quay lại cái node ở đây. Start thì đúng là 0.49 đây. History đây. Sheet rất giống chúng ta. Density thì cũng mặc dù là gamma, nhưng mà vì với các cái
tham số rất là cực lớn, thành ra là gamma nó gần dân phong phân bố chuẩn. Rồi cái trace 200 cuối nó vẫn đẹp như thế này. Thì trên Winbox nó nhanh như thế đấy. Nó không phải lập trình A như chúng ta vất vả. Như vậy chúng ta còn trường hợp là chưa biết cả nguy vi tô, chúng ta đấy là bài toán mô hình phân phối chuẩn, sau đó chúng ta có mô hình ước lượng cho cái xác suất phân phối Bernoulli này, rồi sau đó là mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy logistic nữa, chúng ta còn những vấn đề như vậy. Ok, có lẽ hôm nay chúng ta tạm ở đây anh Long. Ok. Không khí hình như hơi trầm lắng mọi người chịu cả. Đang hơi khó mọi người chắc cũng chẳng sợ kiểu. Thực ra là cái này thì cũng chắc đa số mọi người muốn theo được tiếp tục cũng giống như anh Long nói hay có chút thời gian để tiêu hóa đó. Các thầy cô có câu hỏi gì về tiến sĩ Cường không ạ? Thì có khi cái này phải về xem lại slide xong rồi thử lại rồi đến buổi sau mình thực hành tiếp thì mới hiểu hết được. Nếu không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta cảm ơn thầy Ngô Văn Cường và chúng ta gặp lại sau 2 tuần nữa. Thì cái lịch seminar thì 2 tuần nữa thì sẽ thông báo sau cho các thầy cô.